người đàn ông này gặp tai nạn, anh bị trôi giạt trên biển suốt cả đêm. Đến sáng khi bị sóng biển đánh thức, anh phát hiện ra trước mặt mình là một hòn đảo hoang. Anh cố gắng hết sức để trôi giạt theo sóng và cuối cùng cũng đến được bãi cát. Lúc này anh đã kiệt sức, vừa đặt chân lên bờ là lăn ra ngủ say như chết. Khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Thấy con cua biển ngay trước mặt, anh chàng lịch thiệp này sợ hết hồn. Nhìn ra xa anh thấy một xác chết đang trôi giạt trên biển, và ký ức tối hôm qua dần dần ùa về. Anh nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nguy nan. Thấy đôi giày dưới chân cái xác, anh liền tháo ra mang vào, thật bất ngờ khi đôi giày vừa khít chân anh. Từ xa chiếc thuyền bị đâm hỏng thu hút sự chú ý của anh. Anh nghĩ rằng có thể còn người sống sót, anh vừa đi dọc bờ biển vừa gọi, nhưng chỉ có tiếng sóng vỗ vào đá đáp lại chứ chẳng có tiếng người nào cả. Anh khó khăn lắm mới thấy một người đang ngồi dựa vào bãi đá, nhưng khi đến gần mới biết người đó đã chết đuối. Anh tốn rất nhiều sức để chôn cất tất cả những người xấu số trong vụ tai nạn thuyền. Khi trời chưa tối anh leo lên đỉnh cao nhất của hòn đảo, hy vọng tìm thấy điều gì đó. Nhưng nhìn ra biển rộng mênh mông, anh cảm thấy vô cùng mơ màng và tuyệt vọng. Không bỏ cuộc anh quay đầu nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy nước biển, không có chút dấu hiệu của đất liền. Lúc này anh mới hiểu rằng mình đang bị kẹt trên một hòn đảo hoang. Trong lúc đang tuyệt vọng anh đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa. Lần theo tiếng sủa anh phát hiện ra chú chó của thuyền trưởng vẫn sống sót sau vụ tai nạn. Điều này làm anh vui mừng khôn xiết đến mức bật cười thành tiếng. Trong lòng thầm nghĩ cuối cùng mình cũng có bạn đồng hành rồi, vì trên hòn đảo vắng tanh không một bóng người này, nếu chỉ có một mình thì thật là đáng thương. Ngày đầu tiên trên đảo hoang, thức ăn của Robinson là những trái dừa trên cây. Anh không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào, nên ngay cả việc đập dừa cũng mất rất nhiều công sức. Nhưng nhờ cơn đói khát thúc giục, anh kiên trì không bỏ cuộc và cuối cùng cũng đập được trái dừa ra. Đây là bữa ăn đầu tiên của anh từ khi lên đảo, nhưng chút thức ăn này hoàn toàn không đủ để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Chớp mắt trời đã sắp tối, Robinson thử dùng đá đánh lửa để nhóm lửa. Người ta thường nói có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Robinson cũng nhóm được ngọn lửa. Đây là ngọn lửa hy vọng cho sự sinh tồn. Khi mặt trời dần lặn xuống biển, bầu trời hiện lên cảnh sắc rực rỡ. Nhưng Robinson đang đói không còn sức để ngắm nhìn cảnh đẹp đó. Để lấp đầy bụng, chú ốc sen bé xíu cũng không thể thoát khỏi tay anh. Thằn lằn nhiều thịt hơn ốc một chút nên cũng không thoát khỏi miệng Robinson. Mặc dù chưa từng ăn chúng bao giờ nhưng anh vẫn nhai ngon lành như đúng rồi. Ngay cả con cuốn chiếu nhiều chân mà nhìn đã dùng cả mình, Robinson cũng xem nó là món ăn bổ sung đạm. Nhưng anh không muốn ăn cuốn chiếu chút nào nên để lại cho chú chó sơi. Dù sao đối với một người một chó thì mấy món này cũng là của hiếm. Ăn no xong họ lăn ra ngủ tới trưa. Để không phải ăn mấy con côn trùng nữa, Robinson quyết định mạo hiểm bơi ra cái thuyền bị đâm bữa, trước tìm đồ ăn và những thứ hữu ích. Với anh bất cứ thứ gì xài được đều quý cả. Lên thuyền anh định tìm xem còn ai sống sót không nhưng gọi mãi chẳng thấy ai. Tin vui là anh tìm được mấy khẩu súng và một đống thuốc nổ trong phòng thuyền trưởng. Số vàng mà thuyền trưởng quý hơn mạng giờ cũng là của anh. Nhưng ở đảo hoang vàng bạc chẳng có giá trị gì. Nhìn thấy đống vàng anh chỉ cười rồi bỏ qua. Đến khi thấy chai rượu vang bên cạnh, anh mới nở nụ cười tươi. Sau khi ăn no uống say, anh thu gom hết đồ dùng được, bơi tới bơi lui mấy lần mới đem hết về đảo. Dù không biết mình sẽ bị mắc kẹt trên đảo bao lâu, nhưng anh buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống sau này. Ban đầu anh nghĩ chỉ cần sống lạc quan là ổn. Nhưng tối hôm đó anh nghe thấy tiếng va đập từ xa vọng lại. Âm thanh này nghe quen quen nhưng anh không nhớ ra đã nghe ở đâu. Chuyện này làm anh căng thẳng hẳn ra. Anh nắm chặt khẩu súng hơn. Sáng sớm hôm sau anh mang súng đến nơi phát ra tiếng động tối qua. Khi vừa đến mặt anh bỗng biến sắc. Anh liền gọi chú chó rời khỏi chỗ này ngay. Nhìn xuống anh thấy đất toàn xương và đầu lâu, phần lớn bị đốt thành tro. Đúng như anh đoán, trên hoang đảo này có dấu vết của tộc ăn thịt người, và đây là nơi họ tế bái. Không dám ở lại lâu, anh nhanh chóng dẫn chú chó rời khỏi đó. Về chỗ ở, việc đầu tiên anh làm là chặt cây. Anh phải làm xong thuyền để rời khỏi đây trước khi tộc ăn thịt người quay lại kiếm ăn. May mắn là anh đã tìm được nhiều công cụ từ chiếc thuyền bị đâm trước đó, giúp việc làm thuyền của anh trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Mỗi ngày ngoài việc kiếm ăn, anh ấy còn đóng thuyền, dù mệt đến mấy cũng không dám nghỉ. Thậm chí khi bị thương anh ấy cũng cố gắng chịu đựng. Một hôm anh ấy may mắn phát hiện ra một đàn vịt trời. Anh nhốt đàn vịt lại để nuôi, không chỉ có thịt vịt ăn, mà còn có trứng vịt để bổ sung đạm, khỏi phải ăn côn trùng nữa. Chú chó đồng hành cũng được hưởng cái đồ ăn ngon. Thời gian trôi qua vài tháng, may mắn là trong giai đoạn này, bộ tộc ăn thịt người không ghé thăm hòn đảo. Hơn nữa, chiếc thuyền mà anh đóng cũng dần hoàn thành. Khi chiếc thuyền sắp xong, anh còn thiết kế dụng cụ để hạ thuyền xuống biển, và thử vài lần. Sau khi chắc chắn không có gì sai sót, anh tháo cây gỗ trước thuyền ra và cắt bao cát. Khi trọng lượng bao cát giảm, thuyền từ từ trượt xuống biển theo thiết kế. Nhưng điều không ngờ là anh không tính toán trước tốc độ trượt, làm thuyền mất cân bằng lật ngang đâm vào đá. Sai sót nhỏ này đã khiến công sức mấy tháng qua đổ sông đổ bể. Robinson nhìn cảnh tượng trước mặt, ngơ ngác đứng im không biết làm sao. Dù vậy anh không bỏ cuộc, quyết định nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ đóng một chiếc thuyền khác. Trong khoảng thời gian tiếp theo,
anh ấy dùng những hạt giống tìm thấy trên chiếc thuyền gặp nạn để tạo nên một vườn rau nhỏ, bởi vấn đề quan trọng nhất là phải sống tiếp. Khi rảnh rỗi, anh ấy thường chơi cùng chú chó của mình. Thời gian trôi qua, một người một chó đã trở nên thân thiết đến mức không thể tách rời. Một ngày nọ, người đàn ông bị mắc kẹt trên hoang đảo bất ngờ phát hiện một nhóm thổ dân xuất hiện không xa. Nhìn vào trang phục của họ, anh đoán họ chính là bộ tộc ăn thịt người. Robinson cẩn thận theo dõi, trốn trong bụi cỏ để quan sát xem bọn họ đến đảo để làm gì. Anh thấy bọn họ cầm đuốc dường như muốn đốt người trên đống củi, nhưng có vẻ đó là tù trưởng đã qua đời của họ. Điều làm Robinson bất ngờ hơn nữa là đám thổ dân này còn mang theo 3 người sống để làm vật tế. Khi thấy người cuối cùng sắp bị giết, tiếng súng vang lên cắt ngang lễ tế. Trong lúc mọi người ngỡ ngàng, người bị hiến tế đã trốn mất và Robinson cũng tranh thủ chạy đi. Trong lúc chạy trốn, anh bất ngờ gặp người đó. Để không bị phát hiện, cả hai đều im lặng. Đợi đến khi nhóm thổ dân lên thuyền rời đi, họ mới chậm rãi ra khỏi chỗ trốn. Robinson nhận ra thổ dân trước mặt không đáng sợ như tưởng tượng, nên tạm thời buông bỏ sự phòng bị. Từ đó hai người sống nương dựa vào nhau, cùng khám phá và sinh tồn trên hoang đảo. Bọn họ không chỉ được uống nước cam ép tươi mỗi ngày, mà còn xây hẳn một ngôi nhà treo lơ lửng trên không trung. Khả năng sinh tồn siêu đỉnh này ai thấy cũng phải phục sát đất. Hôm đó, như mọi khi Robinson đang tuần tra trên biển, thì phát hiện một chiếc thuyền nhỏ, làm ngọn lửa hy vọng trong anh bùng cháy dữ dội. Anh vội vàng gọi chú chó rồi chạy thục mạng về phía ngôi nhà trên cây. Anh băng qua rừng, trượt qua núi và cuối cùng cũng về tới nhà. Anh lập tức kích hoạt hệ thống đốt đuốc lửa trên đỉnh núi. Tưởng chừng cuối cùng cũng thoát khỏi hòn đảo hoang này, nhưng không ngờ hành động của anh lại thu hút một bọn cướp biển hung ác. Khi anh chạy ra bờ biển, bọn hải tặc đã rút súng bắn xối xả về phía anh. Lúc này anh mới nhận ra đó là cướp biển. Anh quay người chạy vào khu rừng đã bố trí đầy bẫy, vừa chạy vừa kích hoạt bẫy. Bọn cướp biển phía sau dường như vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm cận kề. Khi chúng tới gần bẫy, một tên hải tặc bị mũi tên bắn trúng, lập tức biến thành một con nhím. Thấy đồng bọn bị giết, những tên khác lập tức đề cao cảnh giác. Một tên cướp biển phát hiện ký hiệu có bẫy, nhưng chưa kịp hét lên, thì tên đồng bọn phía sau đã bị mắc bẫy treo lơ lửng trên không trung. Khi hắn quay lại không thấy đồng bọn đâu nữa, hắn tưởng bọn chúng đi chỗ khác tìm kiếm nên thản nhiên bỏ đi. Hắn cẩn thận từng bước lò dò tìm kiếm trong rừng. Sau khi thấy ký hiệu, hắn cầm một cành cây thăm dò mặt đất phía trước, và đúng là hắn đã chọc trúng bẫy. Nghe tiếng hét, Robinson dừng lại, tưởng rằng bọn cướp biển đã chết hết rồi. Lúc này chú chó chạy đến. Đang vuốt ve chú chó thì đột nhiên tiếng súng vang lên, biết vẫn còn người đuổi theo, anh lại tiếp tục chạy thoát thân. Khi Robinson sắp bị cướp biển bắt kịp, đúng lúc đó một người da đen xuất hiện. Khi tên cướp biển định nổ súng, người đó dùng cung tên bắn trúng hắn. Tên cướp biển kêu lên thảm thiết rồi ngã lăn ra đất. Người cứu Robinson chính là người thổ dân trước đó được anh cứu, tên là Phở Giai đây. Sau một hồi bàn bạc, hai người tiến đến chỗ tên cướp biển và hỏi tại sao bọn chúng lại đến đây. Nhưng tên cướp biển nói thà chết chứ không tiết lộ. Phở Giai đây cười một cái và nói, có vẻ đau lắm nhỉ, để ta rút mũi tên ra. Nghe vậy, tên cướp biển lập tức cản lại và khai thật rằng bọn họ đến hòn đảo này để tìm kho báu. Tuy nhiên Phở Giai đây vẫn đòi rút mũi tên ra, vì lý do là anh cần lấy lại mũi tên của mình. Sau đó một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp núi rừng, nhưng bọn họ không giết tên cướp biển mà còn giúp hắn băng bó vết thương. Trên đường, Robinson yêu cầu tên cướp biển đưa anh về, nhưng tên cướp biển nói những người khác không lương thiện như hắn đâu. Nếu ở cùng bọn chúng, rất có thể Robinson sẽ trở thành đồ ăn cho chúng chén. Nghe vậy, Robinson quyết định thả tên cướp biển đi. Sau khi anh trả lại súng cho tên cướp biển, hy vọng hắn quay về báo cho người nhà biết rằng anh vẫn còn sống. Hơn nữa anh cũng không dính líu gì đến chuyện tìm kho báu của bọn chúng. Tên cướp biển vô cùng cảm động với cách làm của Robinson, hắn lập tức đồng ý. Nhưng đúng lúc đó, người cầm đầu nhóm cướp biển tìm thấy bọn họ, và hắn đang cần người quen thuộc địa hình của hòn đảo này dẫn đường cho hắn. Thế là Robinson và anh chàng thổ dân Phở Giai đây bị nhóm cướp biển bắt đi tìm kho báu. Robinson biết rằng đợi đến khi anh mất hết giá trị lợi dụng, cả anh và Phở Giai đây đều sẽ bị giết. Anh cần phải tìm cơ hội thoát khỏi tay đám cướp biển. Trong mắt những người khác đây chỉ là vết thương bình thường, nhưng trong mắt đám cướp biển đây lại là bản đồ kho báu. Sau khi Robinson bị đám cướp biển bắt, người cầm đầu nhóm cướp biển bắt anh đưa hắn đi tìm kho báu. Nhưng Robinson nói dối rằng nhìn bản đồ này anh cũng không hiểu. Tên cầm đầu nghe thấy vậy, ra lệnh cho hai tên thuộc hạ lập tức bắt lấy Phở Giai đây. Khi thấy tình hình bất ổn, Phở Giai đây giãy dụa thoát khỏi sự khống chế. Anh quay người nhảy một phát thật ngầu xuống, dưới vách đá trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tên cầm đầu nhóm cướp biển đến bên vách đá nhìn xuống dưới sợ hết hồn. Xem ra đã giải quyết được một tên rồi. Lúc này Robinson vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau, nhưng anh không ngờ rằng Phở Giai đây vẫn chưa rơi xuống mà đang nắm chặt vào mỏm đá. Sau khi thấy Phở Giai đây vẫn còn sống, anh mới đồng ý nghiên cứu bản đồ để kéo dài thời gian cho Phở Giai đây chạy trốn. Khi tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào Robinson, Phở Giai đây lén bò qua đám người và chạy mất. Sau khi thoát thân, cậu lập tức chạy về phía căn nhà trên cây.
Về đến nhà, cậu lấy loại vũ khí vừa tay nhất rồi không nghỉ một giây nào, tiếp tục chạy về phía Robinson. Ở bên kia, Robinson cũng đang tìm kiếm cơ hội chạy thoát thân. Khó khăn lắm anh mới nhân lúc đám cướp biển không chú ý định chạy trốn, nhưng lại bị cô nàng nữ cướp biển Judy bắt được. Sau đó anh bị coi như nô lệ, phải vận chuyển thuốc nổ. Khi lên đến đỉnh núi, tên cầm đầu nhóm cướp biển vội vàng hỏi Robinson kho báu ở đâu. Robinson cũng nói thẳng rằng anh biết nếu tìm được kho báu anh sẽ bị giết. Nhưng tên cầm đầu bảo với Robinson rằng nếu hắn vui thì sẽ không giết anh. Robinson dù không tin lời hắn nhưng vẫn chỉ ra một tọa độ trên bản đồ. Cả nhóm tiếp tục đi về phía mục tiêu. Trước khi đi, tên cầm đầu giết luôn người anh em bị thương của mình. Robinson hiểu rằng mình có thể là người kế tiếp. Không có cách nào trốn thoát, Robinson chỉ biết cầu mong Friday mau đến cứu. Ở một bên khác, Friday cũng đang tìm Robinson. Anh dựa vào manh mối do Robinson để lại để bám theo bọn chúng, và thấy một tên cướp biển bị bắn chết. Khi Friday định rời đi thì phát hiện tên cướp biển này vẫn còn ấm, chứng tỏ hắn mới chết chưa được bao lâu. Lúc này cả nhóm đã đến bên bờ hồ. Robinson đề nghị để anh thử xem nước ở đây sâu đến đâu, nhưng tên cầm đầu cẩn trọng đoán được ý đồ của Robinson. Hắn lệnh cho một tên đàn em xuống hồ thử mực nước. Không ngờ tên đó mới xuống nước chưa được bao lâu đã phát hiện, dưới nước có một loài sinh vật vô cùng đáng sợ. Đợi đến khi hắn cầm kiếm chém xuống rồi cầm lên xem mới biết đó là cá ăn thịt người. Tiếp đến là một tiếng kêu thảm thiết vang lên và hắn bị kéo xuống nước. Tên cầm đầu nhóm cướp biển nhận ra đây là âm mưu của Robinson. Chỉ trong nửa ngày hắn đã mất 4 tên đàn em vì Robinson. Hắn chuẩn bị giết Robinson nhưng rồi lại chỉ nói một câu khiến Robinson phải ngoan ngoãn nghe lời, mày có 2 con mắt và 10 ngón tay. Nghe vậy Robinson không dám làm trái lệnh, chỉ đành đưa bọn chúng đến một con đường khác. Sau đó họ dùng cáp treo chạy bằng cơm để qua đầu bên kia. Đợi đến khi Friday tới thì phát hiện bọn họ đã sang bờ bên kia. Friday bèn lắp tên vào cung và nhắm vào tên cướp biển phía đối diện. Nữ cướp biển Judy thấy vậy, lập tức kề dao vào cổ Robinson, đe dọa Friday ném cung tên xuống dưới núi. Nghe vậy Friday chỉ biết làm theo, nhưng không ngờ Judy lại ép anh nhảy xuống vách núi. Dù là thổ dân nhưng Friday không hề ngốc, anh lướt Judy một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tên cầm đầu nhóm cướp biển biết Friday vẫn còn theo dõi bọn họ, Judy liền dứt khoát chặt đứt dây thừng. Nhìn thấy cáp treo tự chế rơi xuống, hắn hỏi sau này quay về kiểu gì. Judy cười bảo đừng lo, Robinson thông minh sẽ tìm ra cách. Cùng lúc đó hoang đảo mười mấy năm không ai đến giờ lại chào đón nhóm người thứ hai, mà những người này chính là lực lượng vệ binh đến bắt cướp biển. Không lâu sau, một người lính vệ binh gặp Friday và thấy anh mặc quân phục liền hỏi anh lấy bộ đồ này ở đâu. Friday gặp nguy vẫn không loạn, chậm rãi rút thanh kiếm sắt ở hông ra. Sau đó anh khiến người lính vệ binh bị đập ngất xỉu, rồi kéo đi gặp thuyền trưởng Satana. Friday nói anh có thể giúp họ tìm được đám cướp biển. Anh ta muốn lợi dụng sức mạnh của họ để cứu Robinson. Nhưng thật ra Friday còn non nớt và thiếu kinh nghiệm lắm. Anh chưa hiểu rõ sự hiểm ác của xã hội này, nhưng nhờ có anh lực lượng vệ binh, cũng tiết kiệm được khá thời gian trong việc tìm đám cướp biển. Friday tiết lộ rằng đám cướp biển đang tìm kiếm kho báu. Anh cam đoan rằng nếu cứu được Robinson, anh sẽ giúp lực lượng vệ binh tìm ra kho báu đó. Là một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, Satana biết rõ trên hòn đảo này chẳng có kho báu nào hết, bởi vì 30 năm trước ông ta đã đến đây rồi. Nghe vậy Friday không khỏi lo lắng cho Robinson. Nhưng lúc này Robinson không chỉ không gặp nguy hiểm, mà còn được nữ cướp biển Judy bày tỏ tình cảm. Judy nói rằng sau khi tìm được kho báu, chỉ cần Robinson đồng ý làm người yêu cô sẽ tìm cách cứu mạng anh. Không ngờ Robinson từ chối ngay lập tức và khẳng định mình đã có gia đình. Sau đó cuối cùng cả nhóm cũng đến được chỗ giấu kho báu. Lúc tên cầm đầu nhóm cướp biển hỏi Robinson kho báu ở đâu, Robinson liền bảo họ quay lại nhìn phía sau. Khi mọi người vừa quay đầu lại, anh chớp lấy cơ hội nhảy xuống thác nước. Đúng lúc này đội vệ binh cũng tới nơi, và hai bên lập tức xảy ra một trận đấu súng. Robinson nhảy xuống nước bị ngất đi, may mà Friday kịp thời chạy đến vớt lên bờ. Friday còn nói cho Robinson biết về việc anh đã gặp đội vệ binh. Robinson vui mừng đến phát khóc, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể rời khỏi hòn đảo hoang này rồi. Nhưng khi nhìn thấy bộ quân phục mà đối phương đang mặc, anh mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Friday thắc mắc hỏi Robinson tại sao lại lén nhìn họ rời đi. Khi biết được đất nước của Robinson và đất nước của đội vệ binh kia là kẻ thù của nhau, anh mới hiểu được sự lo lắng của Robinson. Tôi nghĩ chúng ta còn phải ở trên đảo lâu hơn một chút, Robinson thở dài. Hai người tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ một mối nguy hiểm lớn hơn lại đang ập đến. Những người khác bị mắc kẹt trên đảo hoang phải sống trong cảnh đói khổ, nhưng Robinson thì lại có thể uống nước cam vừa mới ép, và thậm chí còn nuôi vài con dê núi để làm bạn. Vào lúc Robinson đang tận hưởng cuộc sống thoải mái, chú chó nhà anh đột nhiên hoảng loạn chạy về. Robinson lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Đúng như dự đoán, ngay sau đó một tên cướp biển đã xuất hiện. Thấy vậy Friday vội vàng bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng bị hắn tìm ra. Chẳng mấy chốc nhiều kẻ địch hơn đã ập đến.
Friday nhanh chóng leo lên thang máy chạy bằng cơm, còn bọn cướp biển thì muốn bắn hạ anh. Trong lúc tức giận, Friday không kìm được mà chửi thề. Robinson liền khởi động hệ thống phòng ngự và bắn trả bọn cướp biển để thu hút hỏa lực, bảo vệ cho Friday rút lui. Nhưng khổ nỗi hỏa lực của địch quá mạnh khiến Robinson không thể chống trả nổi. Friday đến bên cạnh Robinson, anh thắc mắc không hiểu tại sao bọn chúng lại quay về đây. Robinson nói có lẽ bọn chúng nghĩ rằng anh biết chỗ giấu kho báu. Ngay lúc đó bọn địch bất ngờ ngừng tấn công. Friday tò mò thò đầu ra ngoài và thấy chúng đang phất cờ trắng. Khi Robinson thấy bọn địch giơ cờ trắng, liền dặn Friday đừng nổ súng, nếu không sẽ gặp xui xẻo 3 năm liền. Nhưng bọn cướp biển chẳng phải dạng vừa, thấy Robinson không ló mặt ra, liền lôi chú chó của anh ra để đe dọa. Vì quá yêu chó, hai người lập tức phải lộ diện. Lúc này họ mới biết rằng, đội vệ binh lẽ ra phụ trách bắt bọn cướp biển đã bắt tay với chúng rồi. Bọn cướp đến đây là để nhờ Robinson dẫn đi tìm kho báu. Robinson hỏi lại tại sao chúng lại nghĩ anh biết chỗ giấu kho báu. Tên cầm đầu bọn cướp biển trả lời đừng nói dối trước mặt tôi, ông Caruso tôi là người đã nói dối cả đời đấy. Satana còn hứa nếu Robinson tìm được kho báu, lão ta không những tha mạng mà còn đưa anh về nhà. Nhưng lời hứa từ miệng Satana thì khó mà tin nổi. Cuối cùng cuộc đàm phán thất bại nhanh chóng. Chuẩn bị khai chiến thôi. Friday muốn Robinson nói ra nơi giấu kho báu, để tránh một cuộc chiến không cần thiết. Hơn nữa, còn có thể khiến đội vệ binh và đội cướp biển tranh giành nhau vì kho báu. Nhưng Robinson biết rằng nếu lũ cướp tìm thấy kho báu, thì hai người họ sẽ bị giết ngay lập tức. Vấn đề là kho báu đang nằm ngay dưới chân họ. Chưa cần anh nói ra vị trí, cả hai cũng sẽ chết. Lúc này cách duy nhất là khai chiến với bọn cướp. Rất nhanh kẻ địch đã nổ súng trước, Robinson liền phản công hạ gục tên lính đang lén tiếp cận ngôi nhà gỗ. Biết đánh lén không thành, bọn chúng chuyển sang dùng khói, để hun hai người buộc họ phải chạy ra ngoài. Khi ngọn lửa ngày càng lớn, khói làm cho họ ho sặc sụa. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Robinson gắn thuốc nổ vào đường ống nước. Tiếng nổ vang lên, nước từ thùng gỗ đổ xuống, dập tắt ngọn lửa phía dưới. Đám cướp biển ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Dù nguy hiểm tạm thời qua đi nhưng thuốc nổ của Robinson đã bị ướt. Giờ đây họ phải nghĩ cách đối phó với đợt tấn công tiếp theo. Trước hết Robinson tháo máy ép, lấy đồng vàng mài sắc, còn Friday đi thu gom vật dụng để làm một cái cung. Sau đó họ chặt cành cây để làm mũi tên. Chỉ trong một thời gian ngắn hai người đã chế tạo xong vũ khí. Ở phía bên kia đám cướp biển mang thuốc nổ đến nhưng chưa kịp đến dưới tán rừng thì đã bị hai người giết chết. Ông già đi cùng thấy phi tiêu làm từ đồng vàng thì bất chấp nguy hiểm ngồi nhặt từng đồng. Dù lại một lần nữa thành công ngăn cản đợt tấn công, nhưng cả hai không dám lơ là. Khi vừa ngồi thở một lát quay đầu lại, họ thấy đám cướp biển đã dựng xong một cái máy ném đá. Robinson biết rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ bị bắt, nên bảo Friday chạy thoát thân. Nhưng Friday quyết không rời, nói muốn sống chết cùng Robinson. Đối phương nhanh chóng phát động đợt tấn công thứ hai. Căn nhà trên cây bị đá ném trúng lắc lư dữ dội. Hai người chưa kịp hoàn hồn thì đám cướp biển đã thay đá bằng thuốc nổ. Robinson biết lần này nguy hiểm thật sự, vội bảo Friday kiểm tra xem thuốc nổ đã khô chưa. Nhưng câu trả lời nhận được khiến anh thất vọng toàn tập. Đúng lúc đó đám cướp biển quăng một thùng thuốc nổ đã châm ngòi về phía căn nhà gỗ. May mắn là dây dẫn ngắn quá nên thùng thuốc nổ phát nổ giữa không trung. Cứ như thế họ may mắn thoát chết. Đang chuẩn bị bắn phát thứ hai rồi, nhưng ngay lúc đám cướp biển chuẩn bị thùng thuốc nổ thứ hai, Robinson nghĩ ra cách. Anh bảo Friday theo dõi tiến độ của đám cướp biển, còn anh tranh thủ thời gian hơ nóng cây gậy sắt. Khi thấy đám cướp biển châm ngòi dây dẫn thuốc nổ, Robinson kịp thời tiến đến giơ súng lên. Chưa đợi đám cướp biển quăng thùng thuốc nổ, Robinson đã nổ súng trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, đám cướp biển hét lớn bay ra xa. Khi hai người xuống kiểm tra tình hình, đám cướp biển đã chết hết rồi. Hơn nữa họ vô tình phát hiện khẩu pháo vàng bị vụ nổ làm lộ ra. Nhưng hai người chẳng vui vẻ gì, vì nhận ra còn thiếu người. Chạy ra bãi biển, họ thấy đối phương đang leo lên thuyền chạy trốn. Hai bên lập tức rút súng chĩa vào nhau. Thuyền trưởng Satana nói với Robinson rằng ông ta không cần kho báu gì nữa, bây giờ ông ta chỉ muốn quay về thành phố để ăn uống no say. Judy đẩy Satana ra chạy về phía Robinson và trao anh một nụ hôn. Nhưng hai người chỉ có duyên mà không có phận. Satana kéo Judy đi ra và tuyên bố ông ta sẽ không đưa Robinson rời khỏi hòn đảo này. Ông ta muốn Robinson phải mắc kẹt ở đây suốt đời. Hai người chỉ có thể đứng nhìn đám người kia rời đi, không cần nói cũng biết Robinson tuyệt vọng đến mức nào, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Về đến căn nhà gỗ trên cây, Friday hỏi họ phải xử lý khẩu pháo vàng như thế nào. Robinson quyết định chôn nó xuống đất vì anh cho rằng đây là một lời nguyền. Friday bảo nếu nó đã là lời nguyền thì dù chôn cũng chẳng ích gì. Lúc này Robinson nghĩ ra một cách khác và hai người quyết định ném khẩu pháo vàng kia xuống biển. Vốn nghĩ rằng cuối cùng hai người cũng có thể quay lại cuộc sống yên bình như trước, ai ngờ lại có một cơn bão khác ập đến phá vỡ sự yên bình đó. Ông chú sống trên đảo hơn 10 năm vô tình thấy một cô gái dáng người mảnh mai quyến rũ,
ông đi theo cô gái đó ra bờ biển. Đến nơi cô gái dừng lại, giơ tay chỉ về phía xa. Ông nhìn theo hướng chỉ, rồi quay lại nhìn cô gái thì giật mình nhận ra cô chỉ là một bộ xương khô. Phở Dai đây sợ đến mức giật mình tỉnh giấc. Anh chắc chắn rằng giấc mơ này đang ám chỉ điều gì đó. Thế là anh vội chạy đến gặp Robinson kể lại giấc mơ kỳ lạ của mình. Robinson nghe đến đoạn có phụ nữ thì bật dậy khỏi giường ngay. Nửa đêm hai người cầm đuốc ra bờ biển nhưng chẳng thấy dấu chân hay bóng dáng ai cả. Robinson băn khoăn hỏi không phải cậu nằm mơ thấy cô gái đó chứ? Phở Dai đây đáp đúng rồi. Nghe xong Robinson thất vọng quay người bỏ đi, cho rằng Phở Dai đây nhớ phụ nữ đến mức phát điên. Tôi thì nghĩ rằng chắc chắn có lý do gì đó đằng sau chuyện này. Robinson chỉ thở dài không thèm nói gì thêm. Nhưng điều mà họ không ngờ tới là chuyện kỳ lạ thực sự đã xảy ra sau đó. Ngay sau lúc Phở Dai đây đang bơm nước, đột nhiên phát hiện nguồn nước bao năm qua không bao giờ cạn hôm nay lại hết sạch. Sau đó hai người kéo nhau đến đầu nguồn nước để kiểm tra. Khi Robinson đưa tay vào kiểm tra tay anh bị mắc kẹt, khó khăn lắm mới rút ra được. Nhưng chiếc nhẫn cưới của anh lại bị kẹt ở trong đó. Lúc này nước bên trong cũng chảy ra, hai người mới quyết định tìm hiểu xem có điều gì kỳ lạ bên trong. Họ đi lấy thuốc nổ để chuẩn bị cho nổ tung kẽ hở đó. Nhưng khi châm ngòi họ mới phát hiện quên mang theo thùng thuốc nổ. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, nước trong hang ầm ầm chảy ra kèm theo một cái hộp kỳ lạ. Phở Dai đây nhìn thấy hình đầu lâu trên hộp lập tức có linh cảm chẳng lành. Robinson lại không nghĩ thế, thậm chí còn muốn vào trong hang để xem có kho báu gì không. Khi vào trong hang, Robinson uống một ngụm nước thì phát hiện nước đắng ngắt. Chuyện này làm anh thấy rất kỳ lạ. Phở Dai đây phát hiện trên tường đá có rất nhiều hình thù kỳ dị. Robinson cũng tò mò đến gần xem, nhưng chưa kịp nhìn rõ bức hình hang động đã rung lắc dữ dội. Hai người vội vàng quay đầu chạy ra ngoài. Sau khi về, đến nhà hai người lòng đầy tò mò muốn biết trong cái hộp kia chứa đựng thứ gì. Sau một hồi nhìn ngắm, Robinson nhận ra một chân của cái hộp bị bịt kín bằng sáp nến. Anh liền mang lửa ra đốt cho nó tan chảy. Khi sáp nến tan, một vật hình chìa khóa rơi ra, và cái chìa khóa này vừa khít với một lỗ trên hộp. Nhưng trên hộp có tổng cộng 6 lỗ, chỉ cần cắm sai một lỗ là cái hộp có thể bị khóa mãi mãi không mở được nữa. Phở Dai đây đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nhìn kỹ các hình trên hộp, mỗi hình đều khác nhau. Anh đoán rằng có lẽ các hình này chỉ thứ tự để mở hộp. Robinson tò mò hỏi làm sao Phở Dai đây biết được điều này. Phở Dai đây trả lời đó là trí khôn của người rừng. Đúng như dự đoán của Phở Dai đây, theo các bước dựa trên các hình trên hộp họ đã thành công mở được nó. Nhưng không ngờ bên trong chẳng phải kho báu gì mà là một cái đầu lâu. Phở Dai đây vừa nhìn đã biết ngay đây chính là người phụ nữ từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Để hiểu rõ nguyên nhân vì sao người phụ nữ cứ bám lấy mình, hai người quyết định sửa sang lại hang động rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong. Sau khi Phở Dai đây chăm chú nghiên cứu những bức vẽ trên tường, anh phát hiện ra một câu chuyện liên quan đến thần nước. Anh thấy người phụ nữ ấy chính là người đã bị tế sống cho thần nước. Cô chỉ tay về phía biển, có lẽ là muốn Phở Dai đây, sau khi tìm đủ hài cốt của cô, thì mang ném xuống biển để cô có thể ra đi thanh thản. Giờ đây việc Phở Dai đây cần làm là tìm đủ các phần còn lại của người phụ nữ. Robinson ban đầu không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức này. Nhưng khi nghe Phở Dai đây nói rằng nếu người phụ nữ đó được yên nghỉ, không chỉ nước suối sẽ trở lại ngọt ngào, mà anh ta còn có thể tìm lại được chiếc nhẫn cưới của mình. Vì muốn tìm lại chiếc nhẫn, Robinson mới quyết định giúp đỡ. Họ đi sâu vào hang động và phát hiện một con đường dọc theo suối. Khi hai người chuẩn bị bước qua, Robinson vô tình dẫm phải một cái bẫy dưới đất. Đến khi cửa đá sắp đóng lại thì Robinson mới nhận ra, mặc dù anh đã chạy thoát ra ngoài nhưng Phở Dai đây lại bị kẹt bên trong. Lúc này từ sau lưng Phở Dai đây vang lên những tiếng rì rầm. Anh định rút kiếm ở hông ra thì những âm thanh đó lại biến mất. Anh bảo với Robinson rằng trong này có ma. Robinson nóng lòng muốn cứu người, nghĩ rằng chắc chắn mình đã vô tình kích hoạt cơ quan nào đó. Thế là anh bò xuống đất tìm kiếm khắp nơi và quả nhiên phát hiện một hòn đá nhô lên ở trong góc. Sau khi dẫm lên hòn đá, cửa đá từ từ mở ra, hai người gặp lại nhau và lúc này họ mới yên tâm. Khi cả hai tiến sâu vào con đường, lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ khác vang lên. Cậu có nghe thấy tiếng gì không giống như tiếng gió? Để tìm hiểu rõ rốt cuộc sâu bên trong có gì, hai người tiếp tục tiến vào. Đến khi đi hết hang động, cảnh tượng trước mắt làm hai người bất ngờ, đến mức há hốc mồm. Trước mặt họ ngoại trừ một cái máng dẫn nước, bằng đá bắc qua hai vách núi cao hàng trăm mét, thì chẳng còn lối nào khác để đi tiếp. Hơn nữa ở độ cao này, nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Chúng ta nên quay về hay tìm đường khác? Robinson hỏi. Không, Phở Dai đây trả lời dứt khoát. Robinson chỉ biết gật đầu đồng ý, hai người giang tay ra giữ thăng bằng, bước từng bước thận trọng về phía trước. Dù họ đi rất nhẹ nhàng, nhưng chiếc máng gần như bị hư hỏng khiến mồ hôi họ chảy ròng ròng. Lúc này thời gian như ngừng lại, buộc họ phải tập trung hết sức. Đúng lúc này dưới chân họ phát ra tiếng nứt gãy. Khi thấy máng nước bắt đầu nứt toác, cả hai vội bước nhanh hơn. Cuối cùng vào khoảnh khắc quyết định, họ đã đến được đầu bên kia. Nhưng vấn đề lớn là máng nước đã nứt, giờ họ làm sao quay về được?
Dù vậy họ không thể nghĩ nhiều, chỉ đành đi từng bước xem sao. Trên đường đi bọn họ không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia nữa. Điều này khiến cả hai bắt đầu nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề hay không. Đột nhiên Robinson nhìn về phía trước, mắt trợn tròn, và khi bọn họ ra khỏi hang động, mới phát hiện cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Friday cẩn thận rút kiếm dắt ở hông ra, dựa vào giác quan thứ 6 của người rừng, anh cảm thấy chắc chắn nơi này có nguy hiểm. Đi chưa được bao xa họ đã thấy một khu di tích. Sau khi gạt hết cành cây ra, Friday phát hiện ra một đàn tế. Nhìn hình ảnh trên đàn tế, anh đoán đây có lẽ là mộ của người phụ nữ kia. Anh nóng lòng rút kiếm ra để cậy nắp quan tài đá, nhưng dù kiếm bị bẻ gãy vẫn không thể cậy ra được. Robinson phát hiện ra nắp quan tài đá vô cùng hoàn hảo, việc cậy ra là bất khả thi. Đột nhiên Robinson như nghĩ ra điều gì đó. Bia mộ này lâu đời hơn cái hộp đựng đầu lâu kia nhiều, chắc chắn phải có cách để mở ra. Lúc này Friday cũng hiểu ra vấn đề nên bọn họ mới có thể bỏ xương vào trong. Câu nói này như đánh thức họ. Hai người vội vàng chạy đến bên cạnh quan tài đá để tìm kiếm. Quả nhiên họ phát hiện xung quanh quan tài có nhiều chỗ để cắm chìa khóa. Hơn nữa các hình ở đó đều tương ứng với hình trên chiếc hộp. Friday vội vàng lấy những tấm đá từ trong túi ra. Sau một hồi so sánh, họ thành công cắm vào trong các ổ cắm của quan tài đá. Cắm thêm vài tấm nữa thì phát hiện đều vừa khít. Lúc này họ vẫn đang hứng thú với việc giải đố, mà không hề biết rằng mối nguy hiểm đang đến gần. Khi họ cắm tấm đá cuối cùng vào quan tài, một tiếng như tiếng máy móc khởi động vang lên và quan tài đá mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, chàng người rừng Friday vô cùng bất ngờ. Robinson nói với anh đây chính là sức mạnh của kiến thức. Rồi cả hai cùng mở nắp quan tài đá, quả nhiên bên trong là bộ xương của người phụ nữ như họ đã dự đoán. Cái chết thật khủng khiếp. Khi hai người chuẩn bị mang bộ xương đi, đột nhiên vài tiếng gầm vang lên. Không chần chừ, họ nhanh chóng gom xương vào túi và tính rời khỏi đó ngay lập tức. Nhưng vừa quay lưng lại, họ đã bị một con chó hoang hung giữ chặn đường. Họ muốn tìm lối khác để đi nhưng vừa quay đầu lại, lại thấy một con chó hoang khác. Nhìn thấy những con chó hoang nhe răng gầm gừ, cả hai giả vờ bình tĩnh chậm rãi lùi về sau. Đang tính tìm đường không có chó hoang để thoát thân, thì họ phát hiện còn có con thứ ba nữa. Thế là hai người bị đàn chó hoang vây kín. Không còn cách nào khác, họ đành phải quay lại theo con đường cũ. Hai người chạy một mạch và cuối cùng lại lọt vào trong hang động. Robinson kéo cành cây từ trên cao xuống để tạm thời chặn đường đám chó hoang. Vất vả lắm họ mới thoát khỏi cửa hang nhưng lại bị máng nước hỏng chặn đường. Lúc này họ chỉ còn hai lựa chọn, một là bị chó hoang cắn chết, hai là ngã xuống vực mà chết. Trong lúc do dự, đám chó hoang đã phá hỏng cành cây và đuổi theo họ. Cuối cùng cả hai quyết định mạo hiểm băng qua máng nước. Nhìn thấy những mảnh đá dưới chân không ngừng vỡ ra, họ không dám đi chậm lại. May mắn là trước khi máng nước gãy, họ đã kịp sang bờ bên kia. Chưa kịp ngồi thở lấy sức, vừa quay đầu lại họ đã thấy lũ chó hoang đuổi tới nơi, mà không chỉ có một con. Vào trong hang động, họ khởi động cơ quan để nhốt đám chó hoang bên trong. Không ngờ vẫn có một con chó hoang thoát ra được. Hai người vội vàng chạy ra cửa hang, đá đổ những cái cây chống cửa để chặn đường con chó hoang. Vừa ngồi thở chưa kịp nghỉ thì từ trong hang vọng ra tiếng đào bới, buộc họ phải tiếp tục chạy. Họ chạy một mạch đến bờ biển. Trước khi con chó hoang kịp đuổi tới, Friday cầm túi xương vội vàng ném xuống biển. Khi xương từ từ chìm xuống, con chó cũng dừng lại và quay đầu bỏ đi. Về đến nhà, họ bất ngờ phát hiện nguồn nước bị cạn nay lại có nước, hơn nữa dòng nước còn ngọt mát hơn trước đây rất nhiều. Ngay cả chiếc nhẫn cưới bị mất cũng bằng cách nào đó quay về với Robinson, như có phép màu vậy. Hai ông đàn ông lạc trên đảo hoang suốt 20 năm vô tình gặp phải một băng cướp biển. Đám người này rõ ràng là có xích mích với nhau. Robinson lén lẻn vào trại của bọn chúng và gặp một ông lão bị giam cầm. Ông lão kể rằng mình là thương gia bị cướp biển bắt cóc. Muốn thoát khỏi đảo hoang, Robinson đồng ý giúp thuyền trưởng tay lo diệt trừ bọn cướp. Về tới ngôi nhà trên cây của mình, Robinson vừa chế chìa khóa vừa lên kế hoạch cứu người với Friday. Hai người nghĩ ra một kế hay ho. Nhân lúc đám cướp đi săn để giải trí, họ mặc đồ ngụy trang trốn trong bụi cây. Khi đám đàn em chạy theo con mồi, hai người giả tiếng heo rừng để dụ tên thủ lĩnh Jacob tới gần bẫy. Jacob mắc bẫy, Friday liền rút dao định giết, nhưng không ngờ hắn cũng có dao đã nhanh tay cắt đứt lưới treo và thoát xuống. Không còn cách nào khác, Friday đành quay lại bụi cây. Jacob chưa từng thấy người da đen bao giờ, nhìn thấy Friday còn tưởng là ác quỷ địa ngục. Jacob định nổ súng, Robinson liền ném đá để đánh lạc hướng hắn. Friday nhân cơ hội đó kéo lại bẫy. Chờ mãi đến lúc Jacob quay về, hắn mới thấy cái bẫy đã biến mất từ lúc nào rồi. Điều này càng làm hắn chắc chắn rằng mình vừa gặp ác ma. May là bọn cướp biển vẫn chưa biết đến sự tồn tại của hai người, nên họ vẫn còn cơ hội đánh lén bọn chúng. Đến gần tối, bác sĩ trên tàu là Olivia vừa tắm rửa xong, thì tình cờ gặp Robinson. Olivia biết bí mật mình là nữ cải trang thành nam đã bị lộ, nên cô cầm súng định giết Robinson để diệt khẩu. Robinson thấy vậy liền giải thích với cô rằng anh cũng bị bọn cướp biển bắt, và đến đây để giúp cô. Robinson muốn cô cùng anh hợp sức từ trong ra ngoài để tiêu diệt bọn cướp biển.
Nhưng Olivia từ chối vì biết rõ sự đáng sợ của bọn cướp biển này, nên cô mới phải cải trang thành con trai để tự bảo vệ mình. Cô không muốn liều lĩnh và hy sinh vô ích. Thấy Olivia không đồng ý, Robinson đành quay người bỏ đi. Olivia không hề biết rằng, việc cô cải trang thành con trai đã bị một tên cướp biển khác là Atkin phát hiện. Vừa về đến doanh trại, Atkin liền tới gặp Olivia. Tôi đã ở trên biển suốt một năm trời, nhưng tôi vẫn chưa quên phụ nữ trông thế nào. Olivia định chạy trốn, nhưng Atkin nhanh tay giữ lại và xé râu giả của cô. Hắn ôm lấy Olivia tính giở trò đồi bại với cô. Đúng lúc đó Olivia chợt nghĩ ra cách đối phó. Nếu ông làm kinh động đến người khác, tất cả bọn họ sẽ kéo đến và chiếm lấy tôi. Nhưng nếu ông giữ bí mật chuyện này, tôi sẽ là của riêng ông. Atkin nghe xong cũng thấy có lý, nên quyết định tối sẽ lén lút tới tìm Olivia, nhưng hắn không biết rằng cơ hội của hắn đã hết rồi. Cùng lúc đó Robinson và Friday đã nghĩ ra một kế hoạch. Họ biết bọn cướp biển rất sợ ma quỷ, nên định dùng đầu lâu để đánh vào tâm lý của bọn chúng. Ở một phía khác, hai tên cướp biển đang dẫn vợ và con gái của thuyền trưởng tay lo đến bên suối. Đúng lúc nhìn thấy món quà bất ngờ do Robinson và Friday tạo ra, cả nhóm sợ hãi chạy về doanh trại. Robinson và Friday thấy cách này hiệu quả, bèn quyết định thừa thắng xông lên. Về đến doanh trại, Atkin kể lại chuyện vừa xảy ra cho Jacob nghe. Chúng ta bị nguyền rủa rồi. Jacob vì trước đó cũng từng bị dọa một lần, cộng thêm việc làm cướp biển thường xuyên gặp những chuyện kỳ lạ, nên ông không thể không tin. Thế là họ quyết định sau đêm nay sẽ rời khỏi đây. Olivia biết Atkin bị dọa sợ gần chết, liền đưa cho hắn một quả lạ và bảo hắn ăn cái này vào, ông sẽ thấy dễ chịu hơn. Không ngờ hắn vừa nhai xong, chưa kịp nuốt thì đã nằm lăn ra trên giường gỗ. Olivia nói với mọi người rằng Atkin ăn nhầm quả dại trên đảo, phải rạch một lỗ ở cổ họng để hắn thở thì mới sống được. Atkin lúc này rất muốn nói ra sự thật, nhưng đến cơ hội dãy dụa cũng không có. Sau khi Olivia đâm một phát vào cổ họng hắn, Atkin chỉ dãy dụa một lát rồi nằm im bất động. Cuối cùng Olivia chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu rằng cô đã cố gắng hết sức. Lúc này Olivia mới an tâm khi thấy bọn cướp biển nhìn Atkin chết mà càng muốn chạy trốn hơn, và bí mật của cô cũng sẽ không bị bại lộ. Ở một bên khác, Robinson vẫn đang nghĩ rằng khi giải quyết xong đám cướp biển thì có thể về nhà. Nhưng họ chưa kịp hành động thì đã bị một tên cướp biển đi tuần phát hiện. May mà Robinson rất bình tĩnh. Anh nói rằng súng của tên cướp biển chỉ có một viên đạn, nhưng họ có đến hai người. Cho dù hắn bắn ai, người còn lại sẽ lập tức cắt cổ hắn. Nhân lúc tên cướp biển bị Robinson thao túng tâm lý, anh nhanh chóng đánh ngất hắn. Sau đó hai người vội vàng chuẩn bị kế hoạch. Đầu tiên họ treo sẵn bộ xương lên, rồi châm lửa đốt những quả lựu đạn tự chế. Đám cướp biển lập tức trở nên hỗn loạn. Robinson lợi dụng sự hỗn loạn đó tiến đến lồng giam, dùng chìa khóa tự chế để mở khóa cho thuyền trưởng tay lo và đưa chìa khóa cho ông để cứu những người khác. Còn anh phải quay lại để giúp Friday. Sau khi đám cướp biển nhận ra mưu kế của bọn họ muốn bắt họ lại, thì Friday lập tức khởi động bộ xương khô đã chuẩn bị sẵn, làm đám cướp biển hoảng loạn chạy tán loạn. Lúc này tay lo nhanh chóng thả mọi người ra. Sau khi lấy được súng, họ bắt đầu tấn công lại đám cướp biển. Tưởng chừng lần này có thể hạ gục được bọn cướp, ai dè con gái tay lo lại bị một tên cướp bắt làm con tin, ép ông phải bỏ vũ khí đầu hàng. Để bảo vệ con gái, tay lo chỉ đành buông súng xuống. Chúng ta thua rồi, ông thở dài. Robinson không muốn lỡ cơ hội thoát khỏi nơi đây, liền quay người chạy đi nghĩ cách khác. Sau buổi tối qua bị tấn công bất ngờ, đám cướp biển cũng đã hiểu ra trên đảo chẳng có ma quỷ gì. Jacob quyết định giết hết nhóm của Robinson trước khi rời đảo để trả thù. Hắn ra lệnh cho tay chân thân cận trong băng cướp biển bắt hết mọi người lên thuyền và nhốt lại. Chuyện này vô tình bị hai người Robinson nghe thấy từ phía bên kia. Ngay lập tức họ hạ gục mấy tên lính canh. Robinson dặn Friday đưa vợ và con gái của tay lo lên căn nhà gỗ trên cây, còn mình thì sẽ lẻn lên thuyền cứu tay lo. Lợi dụng lúc bọn cướp biển lơ là, anh lén chui vào một chiếc thuyền nhỏ chở hàng. Trong khi đó Jacob lúc này cũng phát hiện ra vợ và con tay lo đã biến mất, định nổi điên lên thì vô tình nhìn thấy ba người đang chạy trốn. Friday dắt vợ con tay lo vừa đến gần hồ thì nhận ra có người theo dõi. Anh nhanh trí giấu hai người vào bụi cỏ rồi quay lại bờ hồ và thấy Jacob đang đuổi theo. Jacob nói, anh là hồn ma trên đảo hoang này à? Cầm cây gậy qua đây làm gì thế? Friday đáp, tỉnh bơ cây càng dài thì càng lợi hại mà. Nghe vậy Jacob cười khẩy, cây gậy của ngươi làm sao bị được với kiếm của ta. Nói xong hắn liền lao vào tấn công anh. Ban đầu hai người đấu ngang sức ngang tài, nhưng chỉ một lúc sau Jacob liên tục trúng đòn của Friday. Để chứng tỏ mình vẫn còn mạnh mẽ, Jacob bất chấp tất cả lao về phía Friday. Nhưng hắn không ngờ Friday lại dùng mưu kế. Thế là Jacob bị Friday đâm chết trong sự ngỡ ngàng. Cùng lúc đó Robinson cũng đã lên đến thuyền, nhưng anh lại đánh giá quá cao khả năng của mình. Anh nhanh chóng bị tay chân thân cận của băng cướp biển đánh cho lùi lại liên tục. Khi thấy Robinson sắp mất mạng, Olivia bất ngờ xoay bánh lái thuyền, cản trở tên tay chân đó và cứu được Robinson trong gang tấc. Nhân cơ hội này Robinson phản đòn thành công.
Đúng lúc đó con thuyền va vào đá ngầm. Cú va đập mạnh đã làm bọn cướp biển khác tỉnh giấc. Thấy kẻ địch đông quá, Robinson đành phải rút lui. Ở một bên khác, Phở Dai đây phát hiện vợ và con gái của Taylor đã biến mất. Khi đến doanh trại trên bãi biển, anh thấy họ lại bị bắt trở lại. Dù lần này kế hoạch thất bại, nhưng tin vui là chiếc thuyền bị hỏng nặng, đám cướp biển tạm thời không thể rời đi. Họ vẫn còn cơ hội tiêu diệt đám cướp biển và thoát khỏi hòn đảo này. Mà tất cả những chuyện này phải bắt đầu kể từ khi hai người tình cờ phát hiện ra một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt vào bờ. Vì muốn xem thử trên thuyền có món đồ hữu ích nào không, họ đã quyết định dùng dây thừng kéo chiếc thuyền xuống. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng họ cũng kéo được thuyền lên bờ và bắt đầu khám phá. Ở trong thuyền họ ngỡ ngàng phát hiện ra một bộ hài cốt. Cả hai đứng nhìn một lúc, không biết phải làm sao thì bỗng dưng một trong hai người nhìn thấy có một khẩu súng. Họ cúi xuống nhặt khẩu súng lên, hy vọng nó còn sử dụng được. Nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn cả là khi tìm thấy một cái la bàn nằm lăn lóc bên trong thuyền. Thấy cái la bàn, Robinson liền đưa tay chộp lấy, mắt sáng lên như bắt được vàng. Có cái này chúng ta sẽ có cơ hội rời khỏi đảo hoang này, anh nói với giọng đầy phấn khích. Không chần chừ, hai người kéo chiếc thuyền về ngôi nhà trên cây để bắt đầu sửa chữa. Mặc dù đóng một chiếc thuyền mới để ra khơi là việc khó như lên trời, nhưng sửa lại một chiếc thuyền bị hư thì vẫn nằm trong khả năng của họ. Sau một khoảng thời gian dài không ngừng cố gắng, với sự kiên nhẫn và quyết tâm, cuối cùng chiếc thuyền cũng có diện mạo mới. Họ ngắm nhìn thành quả của mình với niềm hy vọng rằng ngày quay về với nền văn minh nhân loại không còn xa nữa. Hai người hì hục đẩy chiếc thuyền đã sửa xong ra bờ biển, bỏ đồ ăn và nước uống vào trong. Do quá phấn khích nên họ quên mất phải làm buồm cho thuyền. Khi quay về nhà làm buồm, họ vô tình va phải cái la bàn mà không hay biết. Đến lúc phát hiện thì la bàn đã bị đốt nóng bỏng tay. Dù Robinson đã kịp thả la bàn xuống nước để hạ nhiệt, nhưng cấu tạo bên trong đã bị tan chảy. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục khiến họ không thể nào chấp nhận được. Nhưng Robinson nhanh trí nghĩ ra cách, bọn họ sẽ lén đến gần doanh trại của bọn cướp biển để cướp la bàn của họ. Phở Dai đây biết Robinson định làm gì nên khuyên anh suy nghĩ lại kế hoạch khác. Nhưng Robinson hiểu rằng đánh bại cả nhóm cướp biển và việc trộm la bàn, khi trộm la bàn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế là Robinson mặc bộ đồ cướp biển, lăn thùng gỗ vào doanh trại. Nhân lúc không ai chú ý, anh gọi Phở Dai đây đang trốn bên trong ra, để cùng nhau tìm la bàn. Mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi, họ vẫn không thấy gì cả. Phở Dai đây sợ bị phát hiện nên khuyên Robinson rời đi. Anh biết nếu bị cướp biển bắt được thì cả hai sẽ làm mồi cho bọn chúng. Nhưng Robinson lại cho rằng việc ở lại đây, tìm cho bằng được la bàn là cách duy nhất để họ có thể thoát khỏi hòn đảo này. Robinson không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Bỗng nhiên anh tình cờ nhìn thấy chiếc la bàn đang nằm chễm chệ trên bàn. Nhìn kìa, nó ở ngay trước mặt cậu đó. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy cái la bàn này. Khi hai người đang lén lút rời đi, không ngờ lại bị một tên cướp biển phát hiện. Lập tức một đám cướp biển đuổi theo họ. Hai người hoảng hốt chạy vào một khu rừng. Trong lúc vội vã, Phở Dai đây trượt chân và ngã xuống dốc. Phở Dai đây vẫn chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng cành cây gãy phía sau. Rồi anh rơi xuống một cái hố sâu. Một gốc cây to cũng rơi theo đè lên chân anh. Robinson leo xuống định cứu Phở Dai đây nhưng gốc cây quá nặng, anh không thể nào nhấc lên được. May mắn là Phở Dai đây vẫn an toàn. Nhưng khổ nỗi là, dù Robinson đã nghĩ nát óc vẫn không tìm được cách đưa Phở Dai đây ra ngoài. Càng tệ hơn, nước biển bắt đầu tràn vào hố. Chưa đầy 10 phút nữa sẽ nhấn chìm Phở Dai đây. Cả chiếc thuyền nhỏ mà họ khó khăn lắm mới kiếm được cũng sẽ bị thủy triều cuốn đi. Lúc này Robinson đối mặt với hai lựa chọn, một là cứu Phở Dai đây trước, hai là chạy ra bờ biển kéo chiếc thuyền đến nơi an toàn, rồi quay về cứu Phở Dai đây. Nhưng để cứu Phở Dai đây chỉ bằng sức mình thì Robinson không thể nào làm nổi. Phở Dai đây biết Robinson rất muốn về nhà, và chiếc thuyền nhỏ kia chính là hy vọng cuối cùng. Phở Dai đây không muốn mình là nguyên nhân khiến Robinson bỏ lỡ cơ hội này, nên anh khuyên Robinson hãy đi kéo thuyền trước, nếu sau đó anh vẫn còn sống thì Robinson quay lại cứu anh sau. Robinson nói với Phở Dai đây rằng mặc dù anh rất muốn về nhà, rất muốn gặp lại người thân, nhưng Phở Dai đây là bạn của anh và anh không thể để bạn mình chết trước mắt được. Nói xong anh bắt đầu cầm rìu chặt cây không ngừng, cho đến khi rìu hỏng anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Lúc này nước biển đã dâng đến nửa đáy thuyền, Robinson vẫn đang loay hoay trong cái hố để tìm cách. Thấy nước biển ngày càng dâng cao, Phở Dai đây lại khuyên Robinson bỏ mình lại, vì tính mạng của Robinson quan trọng hơn. Phở Dai đây từng nói muốn giúp Robinson về nhà, và đây chính là cách anh ấy giúp. Khi Robinson đang không biết làm thế nào thì chợt nhìn thấy cành cây bên cạnh, liền nghĩ ra cách, anh leo lên và cắt một mớ dây leo. Lúc nước biển sắp nhấn chìm Phở Dai đây, Robinson kiếm được một lượng lớn dây leo và buộc chúng lên một gốc cây. Sau đó anh bắt dây leo qua một nhánh cây rồi chạy về phía vách núi gần đó. Đến nơi anh đẩy gốc cây đã được buộc từ trước xuống dưới. Khi gốc cây bên này rơi xuống, gốc cây đang đè lên chân của Phở Dai đây cũng được kéo lên. Phở Dai đây uống no nước biển nhưng cuối cùng đã được cứu. Nhờ đầu óc thông minh của mình, Robinson đã cứu được Phở Dai đây. Khi hai người đến bờ biển, họ nhìn thấy chiếc thuyền đã đâm vào mỏm đá và vỡ vụn.
mặc dù họ đã bỏ lỡ cơ hội rời khỏi đảo hoang, Phờ Giai đây vẫn an ủi rằng ít nhất họ còn cái la bàn. Nhưng khi Robinson lấy la bàn ra xem thì mới biết nó đã vỡ tan tành. Anh ta bảo chỉ còn cách đi cướp thuyền của bọn cướp biển thôi. Một người đàn ông bị mắc kẹt trên đảo, đang ngủ say thì bị đánh thức bởi một nhát chém sát đầu. Khi anh ta bật dậy mới phát hiện người tấn công mình là Phờ Giai đây. Robinson tưởng rằng đây là bài huấn luyện khả năng phản ứng nhanh, nên bảo Phờ Giai đây rằng giờ không phải lúc huấn luyện. Nhưng Phờ Giai đây không nghe mà còn cầm súng bắn về phía Robinson, làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Phờ Giai đây lẩm bẩm tôi không phải nô lệ của anh, rồi tiếp tục tấn công Robinson. Robinson lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để tránh làm Phờ Giai đây bị thương, anh đành vừa đánh vừa rút lui. Mãi mới đánh rơi được con dao của Phờ Giai đây, nhưng lại bị anh xô mạnh ngã lăn ra đất. Cú va chạm mạnh quá khiến cả hai đều choáng váng. Lợi dụng lúc Robinson chưa kịp tỉnh táo, Phờ Giai đây lật người bóp lấy cổ Robinson. Thấy Phờ Giai đây bộc lộ bản tính hoang dã, Robinson liền cầm chai rượu đập mạnh vào đầu Phờ Giai đây. Sau khi ngồi dậy, Robinson kích hoạt cái bẫy nhốt Phờ Giai đây vào trong lồng. Nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến Phờ Giai đây bình tĩnh lại, nhưng ngờ đâu Phờ Giai đây bị nhốt trong lồng vẫn gào thét, miệng không ngừng chửi rủa tao phải giết mày Robinson. Robinson không hiểu nổi hai người vốn thân thiết như anh em ruột, chỉ qua một đêm sao lại thành ra thế này. Nhìn ánh mắt tàn độc của Phờ Giai đây, Robinson cũng thấy sợ. Bình tĩnh lại, Robinson kiểm tra kỹ thì phát hiện ra điều lạ. Trên vai của Phờ Giai đây có vết cắn rõ ràng, hóa ra sau khi bị cắn Phờ Giai đây trúng độc nên mới phát điên như vậy. Robinson muốn hỏi xem Phờ Giai đây bị con gì cắn, nhưng nhìn cậu ta đang lơ mơ, anh biết giờ có hỏi cũng chẳng ích gì. Thế là anh quyết định đi gặp bác sĩ Olivia để tìm hiểu sự tình. Anh lén lút đến gần trang trại của bọn cướp biển và phát hiện Olivia vừa mới làm xong việc. Lợi dụng lúc bọn cướp biển đi hết, anh liều mình vào lều gặp Olivia. Ban đầu Robinson nói với cô rằng có lẽ Phờ Giai đây bị rắn độc cắn. Nghe vậy Olivia bảo anh quay về ngay lập tức để có thể tạm biệt Phờ Giai đây lần cuối. Nhưng khi Robinson mô tả triệu chứng của Phờ Giai đây, Olivia mới biết không phải bị rắn cắn, vì người trúng độc rắn không thể trở nên nóng nảy và xuất hiện ảo giác. Sau khi tìm hiểu kỹ triệu chứng và đối chiếu với sách y học, Olivia đoán có thể Phờ Giai đây bị ong bắp cày đốt. Biết rằng còn hy vọng chữa trị, Robinson lập tức cảm thấy tràn đầy hy vọng. Tuy nhiên thuốc giải cho loại độc này vô cùng hiếm, chỉ mọc trên các vách đá dốc đứng, muốn hái được phải rất mạo hiểm. Nhưng tình trạng trước mắt của Phờ Giai đây đã quá nặng, nếu không tìm được thuốc giải ngay chắc chắn anh ấy sẽ chết vì sốt cao và hôn mê. Nhưng dù sao có hy vọng vẫn hơn là không. Sau đó hai người đến căn nhà trên cây, và sau khi Olivia xác nhận triệu chứng của Phờ Giai đây đúng như dự đoán, họ lập tức đi đến vách đá để tìm thuốc giải. Robinson lấy kính viễn vọng bằng vàng ra, và nhanh chóng phát hiện một nhánh cây giống như trong sách mô tả. Sau khi Olivia xác nhận đúng nhánh cây đó chính là thuốc giải. Mặc dù tìm được thuốc, việc lấy nó từ vách đá dựng đứng là vô cùng nguy hiểm, nhưng Robinson không nản lòng. Anh buộc chặt dây thừng vào gốc cây và chuẩn bị buộc dây cho Olivia. Khi biết Olivia sợ độ cao, anh không còn cách nào khác là đích thân leo xuống. Trước khi đi, Olivia muốn làm Robinson bớt căng thẳng, nên đùa một câu nếu anh chết anh muốn khắc gì lên bia mộ. Quả nhiên câu hỏi của cô khiến anh bật cười. Robinson chậm chậm bò xuống, bám chặt dây thừng. Anh không ngừng đu qua trái rồi lại qua phải để điều chỉnh vị trí, nhưng không biết rằng hành động đó đã làm gốc cây bị lung lay. Thấy thuốc giải ngay trước mắt nhưng với mãi không được, Robinson đành tháo dây thừng rồi dùng tay không bò tới. Hành động này làm Olivia trên bờ cũng lo lắng, vì chỉ cần Robinson trượt tay là rơi xuống vách đá ngay. May mà Robinson nhờ sức khỏe tốt đã lấy được thuốc giải thành công. Olivia thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi Robinson buộc dây thừng để leo lên, thì gốc cây bật ra lực kéo mạnh suýt nữa kéo anh xuống vách đá. May mà anh kịp bám chặt mỏm đá, để nhẹ bớt anh tháo dây thừng khỏi người, nhưng giờ lại lo không biết leo lên kiểu gì. Khi Robinson cảm thấy sắp kiệt sức, anh liền gọi Olivia trên bờ tìm cách cứu mình. Cô nàng chẳng có cách nào khác bèn phải cởi quần áo ra, buộc lại thành một sợi dây thừng rồi ném xuống cứu Robinson. Xui xẻo thay sợi dây quần áo lại ngắn mất một đoạn. Olivia thở dài nhìn xuống cái áo cuối cùng còn trên người mình, cũng đành nhắm mắt mà cởi nốt ra. Lần này Robinson may mắn nắm được sợi dây và từ từ leo lên. Anh bò lên từng bước cẩn thận như đi trên vỏ trứng, chỉ sợ quần áo rách bươm làm anh rơi xuống vách đá. Sau một hồi vất vả cuối cùng anh cũng leo lên được. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, anh bị Olivia giờ đang trần như nhộng, cảnh báo đừng nhìn. Robinson đã sống trên hoang đảo hơn 10 năm, thấy cảnh này cũng chỉ bình thản như không. Anh từ tốn nhặt quần áo lên ném cho Olivia, rồi quay người ngồi một bên nhưng ánh mắt vẫn cứ dán vào cô. Nhắm mắt lại đi Olivia nhắc. Hai người vội vàng chạy về căn nhà trên cây. Ngẩng đầu lên thì thấy Phờ Giai đây trong bẫy đã biến mất. Vừa leo lên nhà Olivia suýt nữa bị mũi tên xuyên qua người. Chưa kịp hoàn hồn, Phờ Giai đây lại tiếp tục bắn mũi tên thứ hai. Robinson nhanh chóng khởi động hệ thống phòng ngự cản được đòn tấn công.
anh kéo Olivia chạy về nơi an toàn. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng họ phải tìm cách đối phó. Lúc này Robinson nghĩ ra một kế. Anh lấy ra một mũi kim rỗng buộc lông vào đuôi rồi nhúng vào lọ thuốc gây mê. Cuối cùng Robinson bỏ mũi tên tự chế vào ống tre, vậy là đã tạo ra được một loại ám khí đơn giản. Trong lúc đó Olivia đang băm nhỏ cây thảo dược vừa hái được, rồi cho vào nồi đun thành thuốc giải. Robinson phát hiện tay Olivia bị mũi tên cứa rách, anh chu đáo băng bó vết thương cho cô. Điều này khiến ánh mắt Olivia nhìn anh trở nên đầy ẩn ý. Nhưng chưa kịp có gì xảy ra giữa hai người thì Friday lại xuất hiện. Anh ta đưa mũi tên vào cung, nhắm chuẩn vào sợi dây thừng trên ngôi nhà. Mũi tên cắt đứt dây thừng, thành công kích hoạt cái bẫy nhốt Robinson vào lồng. Robinson lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt khi thấy Friday như điên cuồng chuẩn bị bắn thêm một phát nữa. Vào thời khắc căng thẳng Olivia xuất hiện và cản Friday lại, Robinson cũng nhanh chóng thoát khỏi cái bẫy. Anh bắt đầu kể lại những câu chuyện giữa hai người ngày trước. Nghe xong Friday bỗng dưng bình tĩnh lại. Nhưng chẳng bao lâu sau anh ta lại nổi điên, đẩy mạnh Robinson vào gốc cây. Khi Friday chuẩn bị dùng đá đập vào đầu Robinson, anh ta bất ngờ dừng tay. Do bị trúng độc nên Friday gặp ảo giác, nhìn Robinson thành bố mình, anh ném đá xuống và quay đầu chạy đi. Sau đó Robinson và Olivia trở về nhà để chuẩn bị thuốc giải. Lúc này Robinson quyết định dùng mình làm mồi để dụ Friday xuất hiện. Nhưng Olivia kiên quyết từ chối, cho rằng việc này quá nguy hiểm, vì Friday đang điên loạn có thể giết Robinson bất cứ lúc nào. Tuy nhiên họ không có cách nào hay hơn. Cuối cùng Olivia cầm súng chĩa vào Robinson và lớn tiếng tuyên bố rằng cô sẽ giết anh. Nghe xong Friday liền xuất hiện và nói Robinson phải do anh ta giết. Chưa kịp làm gì Olivia đã nổ súng. Friday nhìn Robinson quỳ dưới đất, trong đầu hiện lên ảo giác. Robinson lợi dụng lúc Friday đang mơ màng, thổi phi tiêu tẩm thuốc mê chúng anh làm Friday gục xuống. Hai người vội vàng lấy thuốc giải đổ vào miệng Friday. Liệu có kịp không? Olivia nhìn người đàn ông trước mặt, lòng đã sớm yêu anh. Nhưng khi biết anh có người khác, cô đành chôn giấu tình cảm sâu tận đáy lòng. Sau khi Olivia rời đi, Friday tỉnh lại nhưng chẳng nhớ gì. Ba người hai nam một nữ vô tình bị kẹt trên đảo hoang. Hy vọng duy nhất để thoát khỏi đảo là phải giết hết bọn cướp biển phía trước. Nhưng với nhiều kẻ thù như vậy, họ không có chút cơ hội nào để chiến thắng. Tuy nhiên nếu không thử, họ sẽ mắc kẹt ở đây cả đời. Không còn cách nào khác, họ đành phải mạo hiểm. Ba người bàn bạc và lên kế hoạch tác chiến. Olivia đi gặp tên cầm đầu bọn cướp biển và bảo hắn rằng cô đã phát hiện ra căn nhà trên cây của Robinson. Tên cầm đầu nhớ lại những lần bị Robinson chơi xỏ trước đây, nên lập tức ra lệnh đưa đàn em đi bắt Robinson. Olivia nghĩ kế hoạch sắp thành công rồi, không thể giấu được sự kích động trong lòng. Lúc này ông lão một bác sĩ trên tàu thường xuyên bắt nạt Olivia, thấy cô rảnh rỗi liền bắt cô đi vận chuyển thuốc nổ. Nghe Olivia từ chối, ông lão liền giơ tay định đánh cô. Đúng lúc đó tên cầm đầu nhóm cướp biển xuất hiện, ngăn lại và bảo rằng hắn muốn đưa Olivia đi. Ở một diễn biến khác, Robinson thấy vậy liền chuẩn bị hành động. Friday đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Olivia. Robinson lên tàu thả thuyền trưởng ra rồi nhảy xuống biển để hỗ trợ Friday. Friday lợi dụng lúc bọn cướp biển đi tìm Robinson. Thông thuộc địa hình nên anh đã âm thầm tiêu diệt vài tên. Lúc này đại ca cướp biển xảy ra xung đột với đám đàn em, mặc dù chúng không phục nhưng cũng không dám lên tiếng. Friday nhân lúc bọn họ đang cãi nhau đã tranh thủ tiêu diệt thêm vài tên cướp biển, nhưng rất nhanh sau đó đã bị đại ca hải tặc phát hiện. Robinson kịp thời có mặt, hai người phối hợp khống chế được tên đại ca hải tặc. Nào ngờ Olivia lại bị đàn em của hắn uy hiếp. Trong tình thế căng thẳng, Robinson chỉ nói vài câu đã làm tên đàn em đổi ý. Anh biết hắn thường bị đại ca chèn ép, liền khuyên hắn thả Olivia ra rồi đi theo mình, hứa rằng sau này sẽ không phải nghe theo bất kỳ ai. Robinson nói với hắn rằng bây giờ lựa chọn đang ở trước mặt, xem hắn sẽ quyết định thế nào. Đại ca nghe xong thì vô cùng hoảng loạn. Robinson lần nữa khuyên hắn hãy đi theo mình, hắn sẽ có lại sự tự do. Cuối cùng vì muốn được sống như con người, tên đàn em đã thả Olivia. Sau đó Robinson đưa đại ca hải tặc quay về căn cứ và nói với đám hải tặc còn lại rằng đầu hàng sẽ được tha. Nghe đến đây mọi người đều đồng ý, nhưng khi họ chuẩn bị thu dọn đồ đạc để xuất phát thì thuyền trưởng tình cờ phát hiện vợ mình thân thiết với Friday, khiến ông vô cùng tức giận. Lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện, đàn em của thuyền trưởng đi tới. Tại sao các anh lại chĩa súng vào tôi? Friday hỏi. Mày sẽ sớm biết thôi, họ đáp. Vợ thuyền trưởng sau đó kể lại chuyện vừa xảy ra cho Robinson. Khi bị Robinson chất vấn, thuyền trưởng tiết lộ rằng vợ mình ngoại tình với Friday. Là người hiểu rõ Friday nhất, Robinson đương nhiên không tin lời thuyền trưởng. Anh yêu cầu ông ta thả Friday ra. Nào ngờ thuyền trưởng lại không chịu. Ông ta nói hoặc là giao Friday cho Robinson xử lý, hoặc là đuổi họ xuống thuyền. Robinson nghe xong tức giận rời đi, anh xuống khoang thuyền để cứu Friday ra ngoài. Đồng thời lúc này bác sĩ trên thuyền lại bắt nạt Olivia, thế là bị cô đâm một phát đi luôn. Robinson và Friday chuẩn bị rời đi thì lại bị thuyền trưởng chặn đường.
Ông ta bảo nếu không giao nộp phở dai đây thì Robinson phải quay lại hoang đảo. Khi Robinson đang bế tắc, Olivia xuất hiện kịp thời, cô uy hiếp thuyền trưởng phải thả hai người đi không thì cô sẽ rời thuyền. Ban đầu thuyền trưởng không quan tâm lắm, nhưng sau khi biết bác sĩ đã bị Olivia giết, ông ta hoảng sợ vì vết thương của mình, chưa lành mà trên thuyền cũng không còn bác sĩ nào. Cuối cùng không còn cách nào khác, ông ta đành để Robinson đưa phở dai đây rời đi. Trước khi đi, Robinson đưa bức thư đã viết cho Olivia, hy vọng cô có thể mang về cho vợ mình. Sau đó Robinson và phở dai đây dứt khoát rời khỏi thuyền. Nhìn bóng lưng hai người, Olivia biết rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cô buồn bã rơi nước mắt. Robinson và phở dai đây quay về hoang đảo, nhìn chiếc thuyền chậm chậm đi xa mà lòng vô cùng rối bời, chỉ biết cầu mong có ngày thoát khỏi đây. Phở dai đây hớn hở khoe cái bẫy mới làm, nhưng Robinson lại chê cười bảo rằng cái bẫy này chắc chỉ làm hải tặc sợ hãi la hét. Phở dai đây nghe vậy thì không vui chút nào. Để chứng minh tài năng, anh bảo Robinson đứng vào giữa bẫy. Khi Robinson đứng vào vị trí, phở dai đây lập tức kích hoạt bẫy. Nhưng cái bẫy chẳng có tác dụng gì, khiến Robinson cười lớn. Sau đó anh giúp phở dai đây cải tạo lại cái bẫy. Lần này bẫy hoạt động hiệu quả, cả hai chạy tới bên hồ và thấy một cái đầu lâu vừa bị bắn ra. Đang lúc Robinson đắc ý, không ngờ trong hồ còn có cá sấu, cái bẫy này còn tốt hơn anh nghĩ. Nhưng Robinson không hề biết rằng điều này suýt nữa khiến anh mất mạng. Phở dai đây nhìn con cá sấu trước mặt và ký ức đau khổ ùa về. Hồi nhỏ anh đã chứng kiến tận mắt cảnh bạn mình, vì muốn hoàn thành bài kiểm tra lòng dũng cảm, mà trở thành mồi cho cá sấu. Anh chỉ có thể đứng đó mà nhìn bạn mình chết, điều này đã làm anh cực kỳ sợ cá sấu. Robinson thấy phở dai đây hoảng loạn bỏ đi, tưởng anh tự ti vì không làm được bẫy, nên trêu đùa rằng mình thực sự giỏi hơn anh. Lời này càng làm phở dai đây thêm giận. Để chứng minh mình không thua kém Robinson, anh đốt một đống lửa rồi đi chân trần lên than nóng. Robinson há hốc mồm khi chứng kiến cảnh này. Anh vội xem bàn chân của phở dai đây rồi hỏi sao lại không bị bỏng. Phở dai đây nói rằng, chỉ cần ý chí kiên cường là có thể làm được và không bị thương. Robinson thì nghi ngờ phở dai đây đã ăn gian. Thế là mặc cho phở dai đây can ngăn, Robinson cởi giày sắn ống quần và hít một hơi thật sâu rồi đi lên than nóng. Cuối cùng anh cũng thành công. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Robinson, phở dai đây cảm thấy vô cùng hổ thẹn và buồn bã rời đi. Khi Robinson quay về, anh bị một con rắn chặn đường. Đang rút dao lùi lại chuẩn bị tấn công thì anh vô tình khởi động bẫy. Chưa kịp phản ứng, anh đã bị bẫy hất bay đi. May mắn là anh kịp bám vào một cành cây nên không rơi xuống nước. Lúc này Robinson đã bị thương và có nguy cơ rơi xuống. Anh dốc hết sức bám lên cành cây và cuối cùng đu lên được trước khi mất hết sức lực. Tuy nhiên vì quá kiệt sức, anh ngất đi. Cá sấu phát hiện con mồi và chờ đợi Robinson rơi xuống để đớp. Phở dai đây quay về không thấy Robinson đâu, lo lắng anh bạn gặp nguy hiểm nên vội đi tìm quanh quẩn. Cuối cùng anh phát hiện cái bẫy đã khởi động, dưới đất còn có con dao của Robinson. Ngay lập tức anh chạy đến bên hồ và thấy Robinson đang đu trên cành cây. Đang định nhảy xuống cứu Robinson thì phở dai đây phát hiện một con cá sấu, làm anh lại nhớ về ký ức đau buồn của mình. Ngày trước chính mắt thấy bạn thân chết thảm vì cá sấu, khiến phở dai đây sợ hãi không dám làm bài kiểm tra và từ đó anh trở thành kẻ thất bại. Nỗi ám ảnh này theo anh suốt nhiều năm. Phở dai đây chần chừ, nhưng ngay lúc Robinson rơi xuống nước, con cá sấu liền lao tới. Thấy vậy, phở dai đây không suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống theo. Cá sấu sắp tới gần Robinson, phở dai đây liền tóm lấy cá sấu. Một người một cá vật lộn dữ dội rồi mặt hồ lại trở nên tĩnh lặng. May mà phở dai đây đã hạ được con cá sấu. Sau đó anh kéo Robinson đang bất tỉnh lên bờ, thấy Robinson vẫn còn thở, thì phở dai đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi về lại liều, phở dai đây tận tình chăm sóc cho Robinson, vì thế mà anh cũng nhanh chóng tỉnh lại. Qua sự việc này, phở dai đây không chỉ vượt qua nỗi sợ hãi của mình, mà còn giúp tình bạn giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Bị mắc kẹt hơn 20 năm trên hoang đảo, bỗng một ngày Robinson thấy một cô gái. Giật mình đứng dậy, anh chạy tới ôm hôn cô gái vì cô gái đó chính là vợ anh. Robinson háo hức muốn biết làm sao cô tìm được tới đây. Vợ anh kể rằng đã thấy lá cờ anh cắm ở vách núi. Nhớ ra mình sắp rời khỏi đảo, Robinson liền bảo vợ mau đưa mình tới thuyền. Nhưng khi họ ra đến bãi biển, chỉ thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Vợ nói là thuyền trưởng lo va vào đá ngầm và thủy triều cho nên họ đã quay về nơi an toàn rồi, đợi thủy triều lên bọn họ sẽ tới. Lúc này Robinson nhớ tới phở dai đây vẫn chưa biết chuyện này, thế là anh cùng vợ quay về căn nhà gỗ. Khi về đến nơi thì cảnh tượng hỗn loạn, khắp nơi toàn là tro bụi. Robinson bỗng rơi vào ký ức mơ hồ nhưng mọi thứ quá mờ nhạt. Lúc này vợ phát hiện vết thương quanh đầu anh, nhưng anh không nhớ nổi tại sao mình lại bị thương. Vợ bảo anh thử nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Câu nói này làm Robinson tỉnh ra. Anh nhặt bản đồ dưới đất lên, nhìn lá cờ và một vài hình ảnh hiện lên trong đầu. Hóa ra trước đó anh và phở dai đây đang treo cờ ở vách núi, phía xa hình như có thứ gì đó làm anh chú ý tới. Nhưng giờ Robinson không nghĩ ra được. Nhìn cây giáo dài đã biến mất,
anh nhớ lúc đi treo cờ phở dai đây không có đem theo, anh nói chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Thế là anh cùng vợ chuẩn bị đi tìm manh mối, nhưng không để ý đến cây giáo của phở dai đây đang nằm bên cạnh, và còn bị bẻ gãy. Thân giáo còn dính vết máu. Khi hai người đi qua một tảng đá lớn, Robinson liền nhớ ra một vài chi tiết. Anh nhớ chỗ đó đã cùng phở dai đây trốn thứ gì đó đáng sợ ở đây. Khi vợ hỏi là giờ quay về hay tiếp tục đi, cảnh tượng lại hiện rõ. Tôi đã bảo cậu đừng mang theo thứ này. Lúc này Robinson mới nhớ ra vấn đề nằm ở con nai đó, nhưng lại không thể nhớ ra nổi chi tiết. Vợ anh an ủi anh đừng lo vì bọn họ hiện tại đang đi tìm thuyền trưởng. Cả hai cùng đi tìm phở dai đây, nhưng khi tới vách núi thì không thấy con thuyền nào. Họ đã khởi hành rồi, nhưng không, bọn họ đang ở sau vách núi. Robinson muốn bắn súng làm tín hiệu, nhưng lại phát hiện khẩu súng luôn mang theo đã biến mất. Lúc này anh chú ý tới sợi dây chuyền trên cổ vợ mình. Hình ảnh lại hiện ra, thì ra khi bọn họ treo cờ đã thấy xác một con thuyền gần đó. Khi hai người tới đó, phát hiện có nhiều ngôi mộ và Robinson còn nhận ra tên trên bia mộ. Sau đó hai người vào hang động và phát hiện chữ cái N. Robinson ngay lập tức nhận ra đó là tên hải tặc Nathan mà anh từng gặp trước đó. Họ còn phát hiện một thùng gỗ đựng thuốc nổ. Nhìn dấu vết nổ trên tường, Robinson không hiểu vì sao Nathan lại làm vậy. Nathan có khả năng vẫn còn trên đảo. Robinson liền bảo phở dai đây mau chóng rời khỏi đây. Trên đường về, phở dai đây mang theo một con nai chết dưới đất. Khi quay lại nhà gỗ, Robinson phát hiện chữ cái N trên thân con nai. Chưa kịp phản ứng thì anh đã bị tấn công. Phở dai đây nhận ra có người đánh lén liền cầm cây giáo dài xông lên. Robinson cũng lập tức theo sau, nhưng chưa kịp chạm đất thì bị một viên đá ném trúng đầu. Trước khi ngất xỉu hoàn toàn, anh nhìn thấy phở dai đây cũng bị đánh ngất, và kẻ đó chính là tên cướp biển Nathan. Khi chân tướng được lộ rõ, cơ thể của vợ Robinson bắt đầu có vấn đề. Cô đau đớn vô cùng, thậm chí còn ho ra máu. Nhìn vợ đau đớn, Robinson rất lo lắng nhưng chẳng thể làm gì được. Lúc này vợ hỏi anh có phải anh vừa nghĩ ra điều gì không? Robinson có vẻ như nhớ lại vài chuyện. Anh quay đầu nhìn quanh, nhưng vách núi chẳng có lá cờ nào. Khi anh quay lại nhìn vợ thì cô đã biến mất, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của Robinson. Anh ngã gục xuống đất và bất tỉnh, không biết đã bao lâu trôi qua cho đến khi có ai đó gõ lên người anh bằng một cái gậy. Khi mở mắt ra thì ra là phở dai đây. Phở dai đây bị Nathan bắt làm nô lệ để khai thác khoáng sản. Anh ta kể với Robinson rằng Nathan đã tấn công họ, và trong khói mù có chứa khí độc gây ảo giác. Nói xong anh đưa cho Robinson một lọ thuốc giải, và dặn sau khi hồi phục hãy quay lại cứu mình. Thì ra Nathan đã phát điên từ lâu rồi. Hắn bắt phở dai đây xây dựng một cung điện nguy nga cho mình. Phở dai đây nghe xong chỉ biết cạn lời, đành chịu đựng vì bị giam cầm. Nhưng may mắn là Robinson đã uống thuốc giải nên anh có hy vọng được cứu. Đến tối khi Nathan ra ngoài đi tè, Robinson hồi phục và lẻn vào hang động để cứu phở dai đây. Nhưng khi tới nơi, anh phát hiện phở dai đây bị xích chặt. Trong lúc Robinson đang tìm cách cứu phở dai đây, Nathan bất ngờ xuất hiện từ phía sau, và thế là cả hai đều bị trói lại trở thành nô lệ của hắn. Khi Nathan phát điên, hai người không dám phản kháng vì trong tay hắn có vũ khí. Nathan tức giận bảo Robinson phạm tội vì ban đầu nghe theo lời anh, nên thuyền của họ mới gặp bão trên biển. Mấy chục người trên thuyền đều không sống sót. Giờ đây hắn đổ hết tội lên đầu Robinson, muốn giết anh để trả thù cho đám thủy thủ. Hôm sau Nathan bắt phở dai đây dựng giá treo Robinson vào. Lúc Nathan đang đo chiều cao của Robinson, anh nhanh chóng đẩy hắn ra. Phở dai đây chớp lấy cơ hội đánh ngất Nathan, nhặt vũ khí dưới đất và bắn đứt dây xích. Robinson cũng cầm đá đập đứt dây xích cho phở dai đây. Sau đó hai người lôi Nathan đi và nhốt hắn vào trong lồng. Lúc đó Robinson chợt nhớ ra có đồ cần thiết trong hang động, nên quay đầu chạy về phía đó. Phở dai đây đành một mình áp giải Nathan, nhưng chưa đi được xa thì hắn đã ngất. Phở dai đây tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện hắn đã bất tỉnh. Ai ngờ vừa khi phở dai đây quay người rời đi thì Nathan bật dậy và tấn công phở dai đây. Phở dai đây bị Nathan đánh ngất, còn Robinson vừa tìm được đồ của mình thì thấy khói độc phía sau lưng. Anh lập tức đá bay cái lọ khói. Lúc này Nathan bịt mũi tiến đến, muốn nói gì đó nhưng Robinson bị hắn bắn súng uy hiếp. Sau khi né được phát đạn, hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, họ làm rơi ngọn đuốc xuống đất khiến hang động bắt đầu rung lắc. Nguy hiểm hơn, ngọn lửa rơi gần thùng thuốc nổ mà cả hai không hề hay biết. Thấy hang động sắp sập, Nathan sững sờ không biết phải làm sao. Robinson nhanh chân chạy ra khỏi hang động, thoát nạn trong gang tấc, còn Nathan thì chết thảm bên trong. Vì Robinson vừa hít phải khói độc, anh bắt đầu thấy chóng mặt và mất phương hướng. Anh nhìn thấy vợ mình đứng phía trước phở dai đây vội vàng đưa thuốc giải cho anh. Uống xong, Robinson mới tỉnh táo trở lại, nhưng hành trình mạo hiểm của hai người vẫn chưa kết thúc. Chẳng mấy chốc họ sẽ phải đối mặt với kẻ thù còn nguy hiểm hơn. Hai người khiêng một con lợn rừng quay về thì phở dai đây phát hiện ra điều gì đó và trở nên lo lắng. Họ lập tức đi kiểm tra và phát hiện ra một mục sư đã chết từ lâu, bên cạnh là một thanh giáo dài. Phở dai đây nhận ra đây là vũ khí của bộ tộc ăn thịt người, hơn nữa dấu vết xung quanh cho thấy bộ tộc này thường đến hòn đảo này.
cả hai bắt đầu cảm thấy lo lắng. Để đề phòng, họ quyết định phải tìm ra doanh trại của bộ tộc ăn thịt người đó. Một lúc sau, bọn họ phát hiện ra đàn tế của tộc ăn thịt người để lại. Robinson kiểm tra rồi đoán rằng bộ tộc này mới đến khu vực này gần đây. Phở Dai đây liền xóa sạch dấu chân và dặn Robinson tốt nhất đừng ra ngoài, tránh cho bọn ăn thịt người chú ý. Nhưng tại sao Robinson lại sợ chuyện này? Anh nói mình có súng, vậy tộc ăn thịt người không phải là đối thủ của anh, mà anh hỏi. Phở Dai đây giải thích rằng bộ tộc ăn thịt người thù rất dai, không đạt được mục đích thì không bao giờ dừng lại, càng gặp khó khăn bọn họ càng phấn khích. Nghe vậy Robinson không dám chủ quan nữa. Sau đó anh làm một cái bẫy gần nhà gỗ. Chỉ cần có ai chạm phải bẫy, con vẹt sẽ bay về báo động ở nhà gỗ. Hôm sau bộ tộc ăn thịt người thực sự đến hoang đảo, lần này bọn họ bắt được 2 con mồi. Họ chuẩn bị ăn mừng một bữa thịnh soạn trên đảo, nhưng khi đi trong rừng họ chạm phải bẫy. Con vẹt được thả ra, còn 2 người kia lúc này đang bắt cá, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy con vẹt. 2 người vội vàng quay về để bàn bạc đối sách. Robinson đề nghị âm thầm trộm thuyền của bọn họ, vừa có thể rời khỏi hoang đảo, vừa có thể cầm chân bộ tộc ăn thịt người. Phở Dai đây nghe xong cảm thấy Robinson quá tinh ranh nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Họ mang theo vũ khí và xuất phát. Ra tới bờ biển, họ nhìn thấy con thuyền của bộ tộc ăn thịt người để lại, lạ lùng là không có ai canh gác. Có vẻ bộ tộc ăn thịt người không hề biết trên đảo còn có người khác. 2 người nhanh chóng bỏ đồ đạc lên thuyền. Đúng lúc này một người lao ra, và không chỉ có một, 2 bên lập tức lao vào đấu đá. Mặc dù Phở Dai đây bị đánh ngã lăn quay ra đất, nhưng Robinson nhanh chóng chiếm thế thượng phong, tiêu diệt gọn gàng 2 kẻ thù. Khi chuẩn bị rời đi, Phở Dai đây bất chợt phát hiện thấy những sợi dây trói tù binh cho thấy có người bị bắt tới đây. Anh liền nói với Robinson về việc này. Phở Dai đây muốn đi cứu người ngay lập tức, nhưng Robinson bác bỏ ý định đó. Tuy nhiên khi anh nhặt được sợi dây chuyền dưới đất, suy nghĩ của anh thay đổi liền. 2 người vội vã tiến về phía cái bẫy để cứu tù binh. Họ núp ở một bên theo dõi tình hình, vì trước mặt là bộ tộc ăn thịt người đang canh giữ 2 tù binh. Khi thấy bọn họ rời đi, Phở Dai đây và Robinson lặng lẽ vòng ra phía trước chuẩn bị phục kích. Đúng lúc bộ tộc ăn thịt người đến gần cái bẫy, một tấm lưới lớn bất ngờ buông xuống. 2 người liền xông ra giải quyết những kẻ canh gác bên ngoài. Phở Dai đây định cứu tù binh trong lưới, nhưng khi nhìn thấy thủ lĩnh của bộ tộc ăn thịt người, anh sững sờ nhận ra đây chính là kẻ từng định ăn thịt mình. Trong lúc đó bọn họ đã thoát ra khỏi lưới. 2 người đành cứu một tù binh trước rồi bỏ chạy. Khi cứu tù binh ra, họ mới phát hiện đây chính là kẻ thù của họ, Santana. Trước đây ông ta đã dẫn tới mâu thuẫn giữa 2 bên khi tìm kho báu. Thằng khốn này. Dù vậy họ vẫn mang ông ta về nhà gỗ. Phở Dai đây muốn giết Santana ngay lập tức, nhưng Robinson bảo, nếu đã cứu người rồi thì hãy nghe ông ta kể đã gặp phải chuyện gì. Santana nói họ có thể giết mình, nhưng trước khi ông ta chết phải cứu tù binh còn lại đã. Anh ta sẵn sàng hy sinh để đối phó với tình huống này. Nghe thấy vậy Robinson cười nhạt. Anh không tin nổi một gã hám của máu lạnh sẵn sàng giết cả đàn em của mình, bây giờ lại muốn hy sinh để cứu người khác. Đưa tôi gậy thuốc nổ và dao nhọn đi. 2 người không đồng ý với yêu cầu của Santana liền quay lưng đi thẳng. Santana phát hiện dây trói bị lỏng sau khi bọn họ rời đi, nên đã nhân cơ hội tẩu thoát. Phở Dai đây và Robinson lúc này đang phân vân không biết có nên cứu những tù binh còn lại hay không, thì đột nhiên bị Santana dí súng vào người uy hiếp, khiến họ lập tức lo lắng. Quay lại đây cho tôi, Santana ra lệnh. Ông ta hứa sẽ không làm hại họ nếu ông cứu được tù binh còn lại và sẽ đưa họ rời khỏi đảo hoang. Nhưng cả 2 chẳng tin lời ông ta nói. Robinson nhắc tới kho báu, còn nhớ khẩu pháo đại bác bằng vàng không? Nói xong Robinson quay đầu lại thì phát hiện Santana đã biến mất từ lúc nào không hay. Hắn đang định trộm thuyền. 2 người vội chạy ra bờ biển, nhưng khi ra nơi, 2 người thấy con thuyền vẫn còn đó, họ mới nhận ra Santana không lừa họ. Khi tới gần doanh trại của bộ tộc ăn thịt người, họ phát hiện Santana đang chuẩn bị tấn công. Ngay lúc Santana định ra tay, Robinson lập tức đẩy ngã ông ta, vì đối phương có đông người, nếu lao lên là chết chắc. Phở Dai đây lén lút tìm tới lồng nhốt tù binh và phát hiện ra tù binh còn lại đó chính là cha mình. Sau đó 3 người quay lại bàn bạc đối sách và quyết định tận dụng bẫy dọc đường để giải quyết dần bộ tộc ăn thịt người. Họ chuẩn bị vũ khí và thuốc nổ để đi cứu người. Khi quay lại doanh trại của bộ tộc ăn thịt người, họ phát hiện bọn chúng đã đi mất. Robinson nhớ tới đàn tế trước kia, và khi tới gần quả nhiên thấy bộ tộc ăn thịt người đang chuẩn bị ra tay. Robinson chuẩn bị đuổi theo thì Phở Dai đây bảo để mình xử lý, có vẻ như anh đang muốn báo thù. Khi thủ lĩnh chạy ra bờ biển thì thấy thuyền đã biến mất, Phở Dai đây cũng vừa hay đuổi kịp. 2 người lập tức lao vào nhau giằng co, nhưng thủ lĩnh cũng không phải dạng vừa. Chỉ sau vài hiệp, Phở Dai đây bị đánh ngã xuống đất, nhưng anh không chịu thua. Anh liền đứng dậy đánh cho thủ lĩnh không kịp trở tay. Cuối cùng thủ lĩnh bại trận dưới tay Phở Dai đây. Ở bên kia Santana đang thoi thóp, có vẻ ông không thể thực hiện lời hứa đưa Robinson rời khỏi hoang đảo. Robinson kinh hãi nhìn người của bộ tộc ăn thịt người đứng trước mặt mình. Chưa kịp phản ứng gì anh đã bị đối phương giật tóc, nhưng thay vì làm hại anh, hắn lại bỏ chạy đi.
Khi Robinson vừa chạy đuổi theo thì đối phương đã mất tăm mất tích. Anh phát hiện một chiếc dây chuyền của bộ tộc ăn thịt người. Về tới nhà, Robinson đem sợi dây cho Friday xem. Friday xem xong liền hoảng hốt. Anh kể với Robinson rằng bộ tộc này cực kỳ đáng sợ. Họ có tài săn bắt trời phú, chuyên săn mọi sinh vật sống lọt vào tầm mắt của họ. Robinson thì tỉnh bơ bảo chỉ cần không phải quái thú thì anh chẳng ngán. Trong khi đó, người của bộ tộc đã quay về và đưa tóc của Robinson cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh lập tức lấy ra một tượng gỗ điêu khắc, ám chỉ Robinson sẽ trở thành con mồi tiếp theo của họ. Friday và Robinson căng thẳng tột độ, không muốn bị bộ tộc ăn thịt người tấn công, nên cả hai quyết định chủ động ra tay trước. Giữa đường, hai người phát hiện những ký hiệu của bộ tộc để lại. Friday liền nhận ra cuộc săn đã bắt đầu. Anh giục Robinson chạy mau. Khi biết chuyện người bộ tộc lấy tóc của Robinson, Friday biết chắc anh đã trở thành mục tiêu của họ. Trên đường bỏ chạy, Friday nói phải chạy theo hướng gió để không lưu lại mùi. Robinson thắc mắc tại sao mình không thụ oán gì mà lại bị xem là con mồi. Friday giải thích bất kỳ sinh vật sống nào lọt vào tầm mắt của họ đều sẽ trở thành con mồi. Robinson chỉ biết cười trừ, nói hôm nay quả là xui xẻo. Trong khi đó, bộ tộc ăn thịt người đang chuẩn bị cho cuộc săn, vì họ biết Robinson không dễ đối phó. Sau khi sẵn sàng, tiếng kèn vang lên, người trong bộ tộc lập tức xuất phát và phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Friday và Robinson cũng nghe thấy tiếng kèn, biết rằng trận chiến đã bắt đầu. Robinson trở nên lo sợ, muốn tìm chỗ trốn. Nhưng chưa kịp thì họ đã bị người của bộ tộc tìm thấy. Khi hai bên chạm mặt, Robinson cầm súng bắn nhưng đối phương dễ dàng né được. Còn Friday thì bắn phát nào cũng trượt hết, khiến cả hai chỉ còn cách tháo chạy. Trong lúc chạy, Friday nhận ra người bộ tộc không nhắm vào mình mà chỉ đuổi theo Robinson. Robinson thấy mình không thoát nổi nên quay lại tấn công, nhưng bị đối phương đấm một phát ngã lăn ra đất. May mà Friday xuất hiện kịp thời, đánh ngã người bộ tộc xuống vách núi. Thấy đối phương không còn cựa quậy, Friday biết đây mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên, còn sẽ có người tới nữa. Đúng như dự đoán của Friday, khi thời gian trôi qua, thủ lĩnh của bọn họ thổi kèn triệu tập lần này là một người nữ. Friday và Robinson cũng nghe tiếng kèn, biết sẽ có người tới tiếp nên vội vàng bỏ chạy. Đi được một đoạn, Robinson chợt nghĩ ra một cách, đó là chia nhau ra chạy. Friday sẽ tìm chỗ núp rồi nhân cơ hội đánh lén, như vậy có thể giữ được sức lực. Thấy kế hoạch này cũng hợp lý, Robinson chạy về nhà gỗ chuẩn bị vũ khí, còn Friday ở lại tìm chỗ ẩn nấp. Ai ngờ Robinson vừa rời đi, người bộ tộc đã xuất hiện, chẳng mấy chốc đã khống chế được Friday. Anh muốn phản kháng nhưng không phải là đối thủ, nên nhanh chóng bị đánh ngất. Tuy nhiên, người bộ tộc không định giết anh, mục tiêu của họ là Robinson. Sau đó, người bộ tộc lặng lẽ tiếp cận Robinson từ phía sau. Khi Robinson phát hiện ra, thấy đối phương hai tay cầm hai con dao, anh lập tức bỏ chạy. Thấy không thể thoát khỏi đối phương, anh đành chạy về phía cái bẫy đã chuẩn bị sẵn. Ai ngờ đối phương dễ dàng né tránh được bẫy, nhưng cũng tranh thủ cơ hội cho Robinson chạy thoát. Khi người trong bộ tộc đuổi theo, Robinson đã biến mất, làm họ tưởng mình đuổi sai hướng nên quay về. Lúc đó Robinson đang trốn dưới nước. Khi thời gian săn bắn kết thúc, thủ lĩnh phải cử người to khỏe nhất đi truy tìm. Nghe tiếng kèn vang lên, Robinson biết mình sẽ bị truy đuổi đến cùng, nên vội vàng chạy về nhà gỗ. Tuy nhiên, chưa chạy được bao xa thì anh đã bị người bộ tộc đuổi kịp và quật ngã, sau đó bị đánh ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình bị treo lên, còn Friday cũng bị bắt nhốt. Thủ lĩnh ra lệnh Friday giết Robinson để được tha mạng, nhưng cậu không thể làm vậy. Thủ lĩnh liền bắt hai người đấu nhau đến chết, ai sống sót sẽ được tha, nếu không cả hai sẽ phải chết. Hết cách, họ đành giả vờ đồng ý và tìm cơ hội bỏ trốn. Hai người lao vào rằng co không phân thắng bại. Thủ lĩnh thấy họ chỉ đang giả vờ nên bắt phải chiến đấu nghiêm túc, nhưng hai người cứ ôm đầu nhau mà không tấn công. Thủ lĩnh liền tiến đến tách họ ra, và hai người nhanh chóng tóm lấy thủ lĩnh để uy hiếp. Những người khác thấy vậy cũng không dám làm gì, chỉ đành đứng nhìn hai người kéo thủ lĩnh đi. Khi Robinson chuẩn bị tiêu diệt thủ lĩnh, bộ tộc ăn thịt người đuổi tới nên hai người phải rời đi ngay. Nhưng bộ tộc này bám dai như đỉa, không cách nào cắt đuôi được. Cuối cùng hai người phải leo lên cây mới thoát khỏi họ. Sau đó họ vội vàng quay về nhà gỗ và lập tức khởi động hệ thống bảo vệ. Một lúc sau, hai người bàn bạc xem làm thế nào để đối phó với bộ tộc. Bỗng Friday nghe thấy tiếng động. Robinson vừa phản ứng thì đã bị siết cổ. Một đám người lao tới khống chế bọn họ, thủ lĩnh vung dao định chém nhưng may mà Robinson kịp thời ngăn cản. Friday cho thủ lĩnh một trận ra trò, rồi hai người phối hợp đạp thủ lĩnh vào thùng rác kéo hắn ra xa. Hắn đập mạnh vào thân cây rồi nằm im bất động. Người trong bộ tộc thấy thủ lĩnh đã chết, đành ngừng săn bắt và rời đi. Lúc này cô gái trong bộ tộc nhìn về phía Friday, mong anh giữ mình ở lại nhưng anh chẳng bận tâm. Đối phương chỉ đành rời đi. Robinson hỏi tại sao không giữ cô ta lại, Friday đáp rằng họ không có khả năng đâu, vì anh không đánh lại được cô ta. Lúc Friday đang đi săn, anh phát hiện trên bầu trời có pháo sáng, làm anh mất tập trung, suýt nữa bắn trúng Robinson khiến anh ngã lăn ra đất. Robinson đang định chửi Friday thì anh ấy kể chuyện nhìn thấy pháo sáng. Nghe xong, Robinson đoán có người lên đảo hoang,
Thế là hai người chạy ra bãi biển. Họ thấy con tàu đã quay đi. Robinson biết họ thấy đá ngầm nên không dám lại gần. Trong lúc hai người đang suy nghĩ cách gây chú ý, Friday bất ngờ phát hiện xác con tàu mắc cạn. Trên đá ngầm bên cạnh còn có hai cái xác. Hai người tức tốc chạy tới xem nhưng thấy họ đã chết. Robinson lại phát hiện có một người khác còn sống. Hai người liền ra sức kéo đối phương lên bờ. Sợ rằng cậu ấy cũng xong rồi. Vừa nói xong đối phương ho vài tiếng, Robinson liền lật người anh ta lại và nhận ra đó chính là bạn mình Jersey Mai. Robinson không hiểu tại sao Jersey Mai lại xuất hiện ở đây. Nghe nói đó là bạn của Robinson, Friday đây cũng rất ngạc nhiên. Hai người liền dựng cái lều gần đó. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Robinson, Jersey Mai nhanh chóng tỉnh lại. Robinson kể rằng những người khác đã chết, con thuyền cũng rời đi vì nghĩ rằng ba người họ đã chết rồi. Sau đó Robinson hỏi thăm về vợ mình. Biết vợ vẫn đang mòn mỏi chờ đợi, Robinson cũng yên tâm phần nào. Jersey Mai kể rằng anh ta dựa vào bản đồ của Santana mà tìm đến đây, nhưng bản đồ rách nát khiến anh ta lênh đênh trên biển mãi mới đến được hoang đảo này. Nghe đến đây Robinson vô cùng cảm động, chẳng cần khách sáo gì nữa. Nhưng Friday và Robinson đâu có ngờ lão cáo già Jersey Mai lại chẳng có ý tốt lành gì. Sau khi uống xong cốc nước, hắn tưởng Friday là nô lệ liền đưa cho anh vỏ dừa. Friday nhìn hắn mà cạn lời. Thấy Friday không phản ứng, hắn đành bỏ vỏ dừa xuống đất. Robinson nhìn thấy cảnh này cũng hiểu tâm trạng của Friday. Khi biết tin cha mình đã qua đời, Robinson cảm thấy vô cùng đau đớn. Mắc kẹt trên hoang đảo nhiều năm, người thân là động lực duy nhất giúp anh sống tiếp, nhưng đến lần cuối gặp cha cũng không có. Anh day dứt khôn nguôi. Jersey Mai lại giả bộ an ủi anh. Sau đó lời hắn nói càng khiến Friday thêm bực mình. Sao cậu chỉ có một người hầu thôi? Robinson trả lời rằng Friday là bạn của mình, không phải nô lệ. Nhưng câu trả lời này khiến Jersey Mai càng thêm khó hiểu. Trong đầu hắn, người da đen là giống người hoang dã chưa tiến hóa. Robinson tuyên bố sẽ chứng minh rằng Friday còn thông minh hơn cả mình. Nghe vậy Friday vô cùng tức giận. Trên đường về nhà gỗ, Robinson khoe với Jersey Mai những gì mình đã làm được. Khi thấy những căn nhà gỗ trên cây, Jersey Mai khá bất ngờ. Hắn cảm giác như Robinson đang đi nghỉ dưỡng, chứ không phải đang lưu lạc trên hoang đảo. Về tới nhà gỗ, Friday hỏi nếu theo Robinson trở về mà bị người khác khinh thường thì sao. Robinson trấn an rằng chỉ cần có anh sẽ luôn đứng về phía Friday. Lúc này Friday bày tỏ nghi ngờ về Jersey Mai, rằng hắn không phải người tốt. Robinson lại tin rằng Jersey Mai đã mạo hiểm tính mạng tới đây tìm mình thì không có lý do gì để nghi ngờ hắn. Nhưng anh đâu có biết Jersey Mai đang ấp ủ một âm mưu đen tối khác. Trên thuyền, đám đồng bọn của Jersey Mai sốt ruột muốn tiêu diệt Robinson. Nếu hắn không xuất hiện, chúng ta lên bờ giết hắn, một tên nói. Robinson nhìn thấy pháo sáng như thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thế là họ quyết định nhanh chóng ra bờ biển. Muốn đi nhanh thì phải qua cầu dây. Với Friday và Robinson, chuyện này dễ như ăn cháo. Nhưng lại là vấn đề lớn đối với Jersey Mai. Hắn bắt buộc phải đi qua cầu dây, nhưng vì sợ độ cao hắn choáng váng. Hắn mất thăng bằng đung đưa qua lại, suýt nữa thì rơi xuống, nhưng may kịp bám vào dây. Robinson thấy vậy định tới cứu thì bị Friday ngăn lại. Anh nói mình ở gần Jersey Mai hơn. Thấy Jersey Mai không bám nổi, Robinson kéo căng dây. Friday nhanh chóng lại gần Jersey Mai. Lúc này hắn đã gần kiệt sức, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đúng lúc đó Friday liền dùng dây cao su cứu hắn lên. Sau sự việc này, thái độ của Jersey Mai với Friday thay đổi hẳn. Từ chỗ coi anh là người hoang dã chưa tiến hóa, hắn chuyển sang khen ngợi anh là người thông minh và dũng cảm. Friday cũng chẳng biết đáp lại sao. Khi Robinson chuẩn bị qua cầu dây, chú chó nuôi mấy năm nay đuổi theo như muốn cùng anh rời đi. Nhưng Robinson biết nó đã già, không thể ngồi thuyền đường dài được. Anh đành cắn răng bỏ nó lại. Mặc dù Friday rất dây dứt, nhưng đó là cách duy nhất. Sau đó trong lúc ba người nghỉ ngơi, Robinson chợt nhớ ra còn một thứ quan trọng chưa đem theo. Anh có chút hoảng loạn. Một bên là lo thuyền đi mất, một bên là thứ quan trọng kia. Cuối cùng anh quyết định quay lại lấy. Nhưng khi chọn con đường khác an toàn hơn, họ phát hiện cây cầu gỗ đã bị phá hoại từ lúc nào không hay. Jersey Mai thấy vậy liền nói cứ bơi qua là được. Robinson ném túi đồ xuống nước, không ngờ nước ở đây lại chứa axit. Nếu bơi xuống đó chắc chỉ còn lại bộ xương thôi. Thế là Robinson chuyển sang con đường khác, nhưng vừa xoay người đi thì Jersey Mai đã lấy đà nhảy qua. Thấy một ông già còn dám nhảy, hai người kia cũng quyết định nhảy theo. Đến lượt Friday nhảy thì không may làm thủng cầu, suýt rơi xuống dưới. May mà Jersey Mai kịp thời kéo anh lên. Trên đường quay về, Jersey Mai hỏi Robinson quên thứ gì mà lại khiến anh quyết định quay lại. Robinson đáp đó là một cuốn kinh thánh mà bố anh dặn phải giữ gìn cẩn thận. Nhưng cuốn kinh thánh không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng là bên trong có kẹp vài tài liệu. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải mang theo nó. Jersey Mai lập tức đoán ra đó là gì, và trong lòng đã bắt đầu âm mưu hãm hại Robinson mà anh không hề hay biết. Để thu hút sự chú ý của người trên thuyền, Robinson nổ súng.
đồng bọn của Jeremiah nhìn thấy tín hiệu liền bắn pháo sáng đáp lại. Robinson quyết định tập hợp với họ trước rồi quay lại lấy cuốn kinh thánh. Người của Jeremiah chèo thuyền tới bãi biển, chuẩn bị tóm gọn Robinson. Trên đường ra bãi biển, Friday nói rằng Jeremiah không giống người tốt vì anh thấy hắn cứ lấm lét. Nhưng Robinson lại nghĩ đối phương đã mạo hiểm tính mạng tới tìm mình, nên không quá lo lắng. Khi ra đến bãi biển, họ phát hiện đoàn thủy thủ. Jeremiah nói mình sẽ đi trước chào hỏi, rồi chờ tín hiệu của hắn thì họ hãy đi tới. Friday phát hiện ra chắc chắn có âm mưu gì đó nên giữ chặt khẩu súng. Sau khi Jeremiah gặp đồng bọn, hắn liền ra lệnh tiêu diệt hai người kia rồi giơ tay ra hiệu cho hai người đi tới. Robinson ngây thơ chẳng mảy may nghi ngờ lập tức chạy tới. Nhưng ai ngờ khi họ đến gần bọn kia rút súng bắn về phía họ, Friday nhanh chóng rút súng bắn trả tiêu diệt được một tên. Thấy đối phương quá đông và không thể thắng nổi, anh quay đầu bỏ chạy. Robinson vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mà Friday kịp thời kéo anh đi. Jeremiah để chiếm đoạt tài sản của Robinson, quyết định đẩy anh vào chỗ chết. Hắn sai tay chân phải tiêu diệt anh cho bằng được. Trong lúc tìm kiếm trong rừng, hai tên tay sai cứ lo nói chuyện phiếm, không để ý gì đến Friday và Robinson. Khi bọn chúng đi xa, hai người liền tiếp tục bỏ chạy. Robinson vẫn ngây thơ lo lắng cho Jeremiah, nghĩ rằng hắn đang gặp nguy hiểm và muốn quay lại cứu. Dù Friday hết lời can ngăn, anh vẫn không thèm nghe. Lúc này một đám thủy thủ xuất hiện. Friday đứng lên xem có bao nhiêu người quay đầu lại, thì phát hiện Robinson đã biến mất. Hóa ra anh đã lẻn vào trại của địch. Ở đây Robinson nghe được sự thật rằng Jeremiah muốn giết anh để chiếm đoạt tài sản, và cuốn kinh thánh đó chứa thông tin liên quan đến tài sản. Khi Jeremiah chuẩn bị đến căn nhà gỗ để lấy cuốn kinh thánh, Robinson nhận ra rằng cuốn kinh thánh đó chắc chắn đang cất giấu bí mật gì đó, nên anh phải quay về căn nhà gỗ trước khi Jeremiah kịp đến. Trong lúc Friday đi tìm Robinson, không may lại bị kẻ địch phát hiện. May mà anh ta khỏe hơn nên đã nhanh chóng tẩn cho chúng một trận. Ai ngờ đối phương lại chơi xấu đánh lén và khống chế anh, ép phải khai ra tung tích của Robinson. Ngay sau đó Robinson xuất hiện, tấn công một tên, còn tên kia định đánh lén thì bị anh đấm cho văng ra xa. Hai kẻ đó bị Robinson hạ gục nhanh chóng, rồi anh kể hết sự thật cho Friday. Hai người liền tức tốc quay về căn nhà gỗ, trong khi Jeremiah đã qua được con sông. Để ngăn Robinson qua, Jeremiah ném cái thang xuống nước. Hai người bị kẻ địch cầm chân, chỉ có thể vừa chạy vừa trốn, may mắn là không bị phát hiện. Bọn họ dùng cây gậy để nhảy sang phía đối diện. Khi tưởng rằng mình đã nhanh hơn Jeremiah, Friday lại phát hiện khăn tay của hắn. Robinson lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, còn Jeremiah thì đã tới được cầu dây. Sau khi qua cầu, bọn họ liền cắt đứt dây. Jeremiah cũng cạn lời, vậy chúng ta quay về bằng đường gì? Nghe thấy vậy hắn mới ngừng tay lại nhưng đã quá muộn. Friday và Robinson cũng không còn cách nào khác để qua sông. Hai người đành trèo bè qua con sông đầy cá ăn thịt người. Dù đã cố hết sức tăng tốc nhưng Jeremiah vẫn đến căn nhà gỗ trước họ. Ba người lục lọi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tờ giấy quan trọng. Căn nhà gỗ bị lục tung lên hết. Đến tối vẫn không tìm thấy gì, Jeremiah tức giận liền thiêu trụi nơi này. Tưởng rằng có thể hủy được tờ giấy đó, sau khi Friday và Robinson quay về, nhìn thấy căn nhà gỗ mình vất vả dựng nên đã chìm trong ngọn lửa. Hai người vô cùng tuyệt vọng, nhưng cũng đành bó tay chỉ biết đứng trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt chửng căn nhà gỗ, trong lòng càng thêm thù hận Jeremiah. Hôm sau khi cơn mưa đã tạnh, hai người thất thểu quay lại đống đổ nát. Robinson nhìn thấy thứ gì đó nhặt lên xem thì ra là cuốn kinh thánh mà Jeremiah tìm kiếm. Ở trong bìa cuốn sách, Robinson tìm được tờ giấy đó, mở ra đọc thì phát hiện đó là bí mật về thân phận của mình. Thì ra anh là con riêng của anh trai Jeremiah. Sau khi anh trai hắn chết vì muốn độc chiếm gia tài của anh trai, Jeremiah đã đuổi cùng giết tận người thừa kế duy nhất. Sau khi biết được sự thật, Robinson khó lòng chấp nhận nổi. Anh không biết phải làm sao nhưng may mà luôn có Friday bên cạnh cổ vũ, giúp anh vững tâm lấy lại những gì thuộc về mình. Nhờ lời động viên của Friday, Robinson dần dũng cảm đối mặt với hiện thực. Anh rút thanh kiếm chuẩn bị tìm Jeremiah tính sổ. Khi Friday và Robinson phát hiện tấm bè duy nhất đã bị kẻ địch lấy mất, Friday định ra tay nhưng bị Robinson ngăn lại. Anh nói phải đánh lạc hướng họ trước vì đối phương có súng. Thế là khi thấy Jeremiah trèo sang bờ đối diện, Friday liền bắn cung tên. Nhóm kẻ địch thấy Friday đuổi theo thì rút súng tấn công, nhưng do khoảng cách quá xa nên cả hai bên đều khó mà bắn trúng đối phương. Hai người thấy ánh mắt tự tin của Friday liền hoảng sợ vội vàng chạy trốn. Robinson tiến đến bờ sông, tay cầm tờ giấy mà Jeremiah muốn. Robinson vốn rất kính trọng Jeremiah vì hắn từng giúp anh nhiều lần, thậm chí xem hắn như ân nhân. Nhưng ai ngờ vì tài sản mà Jeremiah phản bội bạn bè. Jeremiah tuyên bố sẽ không làm khó dễ Robinson nữa, với điều kiện anh phải ở lại hoang đảo suốt đời. Nói xong Jeremiah quay lưng bỏ đi. Robinson nhận ra bộ mặt thật của hắn, hiểu rằng chỉ cần tờ giấy còn đó, hắn sẽ không buông tha cho anh. Lúc này Friday kéo bè tới, bảo rằng cậu sẽ theo dõi hành động của Jeremiah, còn Robinson lo giải quyết hai kẻ vừa chạy trốn.
Chẳng mấy chốc Robinson tìm được hai kẻ kia. Anh ném súng chuẩn bị lao vào chiến đấu trực diện. Trong mắt họ Robinson chỉ như tự nộp mạng, vì nghĩ rằng anh bị mắc kẹt trên đảo lâu ngày, chắc chắn chẳng còn tài cán gì. Còn hai người bọn họ thì quanh năm đối đầu với hải tặc đấu kiếm như chơi. Nhưng chính vì sự tự tin ấy họ phải trả giá đắt. Kẻ thù mà Robinson từng gặp còn mạnh hơn họ rất nhiều. Chỉ trong vài chiêu đầu Robinson đã hạ gục Tupley. Tên còn lại định đánh lén nhưng Robinson nhanh chóng hóa giải nguy hiểm. Dù đã thỏa thuận đấu công bằng họ lại hợp sức tấn công Robinson. Thế mà vẫn không phải đối thủ của anh. Một kẻ bị đứt tay kẻ kia bị đâm chết ngay tại chỗ. Thấy đồng bọn đã chết, Tupley đành đầu hàng. Nhưng Robinson không giết hắn ngay, mà bắt hắn phải nói ra những gì hắn biết mới tha cho hắn. Đối phương đành phải nói ra những gì mình biết. Robinson biết rằng vợ anh bị Jerry Mai nhốt trong bệnh viện tâm thần, còn hai đứa con thì bị hắn đưa vào cô nhi viện. May mắn thay, không lâu sau có một người tên Olivia đã cứu hai đứa bé ra. Robinson cũng nhận ra rằng mình là người thừa kế, còn Jerry Mai thì dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản và tiêu diệt Robinson. Khi biết tin vợ con an toàn, Robinson yên tâm hơn, rồi vứt xác tên lính xuống sông. Một lát sau, một đàn cá ăn thịt người bơi đến, lợi dụng lúc này họ bơi qua sông sang bờ bên kia. Đồng thời Jerry Mai phát hiện có người theo dõi mình từ phía sau, nên hắn cho tay sai mai phục và bắt được đối phương. Sau đó Jerry Mai lên thuyền đợi Tupley mang tin tốt quay về. Khi thấy Tupley chèo thuyền về, hắn cảm thấy rất hài lòng, nhưng lại không biết rằng Robinson đang ở ngay sau lưng Tupley. Robinson lên thuyền và đưa ra điều kiện chỉ cần đưa anh trở về đoàn tụ với vợ con, anh sẽ từ bỏ toàn bộ tài sản. Nghe Robinson nói vậy, Jerry Mai dù rất động lòng nhưng vẫn nghi ngờ Robinson đang âm mưu điều gì đó. Robinson liền xé tờ giấy. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, không tin rằng Robinson lại từ bỏ khối tài sản cách xù như vậy. Thấy vậy Jerry Mai mới đồng ý, nhưng Robinson đâu ngờ phở dai đây đã bị bắt lại. Jerry Mai bị ổi đưa ra yêu cầu mấy hắn có thể đưa Robinson quay về, nhưng phở dai đây thì không được. Nếu muốn quay về, Robinson phải vứt phở dai đây, xuống biển làm mồi cho cá mập thì mới khởi hành. Một bên là người bạn trung thành, một bên là gia đình vợ con. Đứng trước hai lựa chọn khó khăn này, Robinson đã quyết định chống lại. Anh tiêu diệt vài tên thủy thủ, và khi bắt được thuyền trưởng để uy hiếp, anh nhận thấy mắt ông ta ứa máu, cho thấy trên thuyền đã có người nhiễm bệnh. Thế là anh thả phó thuyền trưởng ra, đẩy phở dai đây xuống biển rồi cũng nhảy theo. Khi lên bờ, phở dai đây thắc mắc hỏi Robinson tại sao lại không đi. Anh nói Robinson có thể quay về trước rồi quay lại cứu mình sau. Robinson kể với phở dai đây những gì anh nhìn thấy, và cho rằng những người trên thuyền sẽ không thể sống sót. Jerry Mai nhìn thấy Robinson bỏ chạy, không hiểu tại sao anh lại từ bỏ cơ hội về nhà. Cho đến khi hắn xuống khoang tàu và nhìn thấy một người đàn ông toàn thân lở loét, hắn mới nhận ra mọi chuyện đã quá muộn. Mặc dù Robinson đã nhiều lần cố gắng quay về nhưng cuối cùng đều thất bại. Dù khó khăn, anh không bao giờ mất niềm tin và biết rằng, chỉ cần không từ bỏ thì chắc chắn sẽ có ngày anh được đoàn tụ với vợ con. Đến ngày ấy anh sẽ cùng phở dai đây và chú chó trung thành rời khỏi hoang đảo này. Hành trình của họ sẽ kết thúc viên mãn khi cả ba cùng nhau trở về quê hương, nơi gia đình và bạn bè đang chờ đợi. Bộ phim không chỉ kể về những thử thách sinh tồn trên đảo hoang, mà còn là câu chuyện về lòng kiên trì và tình yêu gia đình. Robinson là một người đàn ông đầy nghị lực và quyết tâm. Dù bị lạc trên đảo hoang, anh vẫn luôn nghĩ về gia đình và không ngừng tìm cách quay về. Phở dai đây, người bạn đồng hành trung thành, cùng với chú chó thân yêu đã trở thành nguồn động viên lớn nhất cho anh trong những ngày tháng khó khăn. Cảnh sắc hoang đảo được thể hiện sống động, từ những cơn bão dữ dội cho đến những khoảnh khắc yên bình bên bờ biển. Bộ phim cũng mang đến những giây phút hài hước khi Robinson và phở dai đây cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.